Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1401 đúng thế. Mặc dù tôi và Từ Kiêu Long không thân quen lắm nhưng cũng có tiếp xúc với nhau vài lần. Bình thường ông ấy chưa từng rời khỏi chiến khu, muốn ám sát ông ấy còn khó hơn lên trời. Tiêu Chính Văn cực kỳ tự tin nói. Thật ra chúng tôi cũng đang điều tra quá trình Từ Kiêu Long bị ám sát, nhưng không có bất kỳ manh mối nào cho thấy bên cạnh Từ Kiêu Long có nội gián của kẻ địch cài vào. Giọng Tần Vũ hơi nặng nề. Giấu mình kỹ như vậy chứng tỏ nội gián này đến Hoa Quốc không phải ngày một ngày hai. Thậm chí có thể ẩn nấp ở Hoa Quốc mấy năm hoặc mười mấy năm. Nhất định phải nhổ được cái đinh này ra. Không, chắc chắn có manh mối, chỉ là chúng ta tạm thời chưa tìm ra mà thôi, người này chưa bị tiêu diệt thì Từ Kiêu Long vẫn còn gặp nguy hiểm. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Tôi sẽ bảo Hắc Băng Đài dốc sức điều tra chuyện này. Nhưng bản thân cậu cũng phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên rời khỏi Giang Trung trong thời gian sắp tới. Tần Vũ nghiêm nghị nói. Anh ta gọi điện đến không phải muốn Tiêu Chính Văn cứu viện mà là muốn thông báo cho Tiêu Chính Văn biết đối phương đã bắt đầu hành động. Tôi đoán sau khi chúng ám sát Từ Kiêu Long thất bại, người tiếp theo chắc sẽ là Liễu Thanh, trên thực tế thống soái Bắc Lương hiện giờ là Liễu Thanh chứ không phải tôi. Trong đầu Tiêu Chính Văn lập tức hiện lên một suy nghĩ. Đối phương không bắt đầu ra tay với người quan trọng nhất mà từng bước đánh tan từ các chiến khu. Có lẽ cuối cùng mới đến lượt Tiêu Chính Văn. Cậu yên tâm, Từ Kiêu Long vừa bị ám sát, chúng tôi đã thông báo cho các chiến khu rồi, còn cử cao thủ đến bảo vệ thống soái ở các chiến khu. Tần Vũ thở dài nói. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cảm giác này khiến người ta bất lực thật sự. Vậy thì tốt, Từ Kiêu Long tỉnh chưa? Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi. Ít nhất Từ Kiêu Long vẫn trung thành với đất nước. Tiêu Chính Văn không mong người như vậy xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉnh rồi, còn người ám sát ông ấy tên là Charlie. Tên này có thực lực rất mạnh, nếu không phải lúc đó Từ Kiêu Long cảnh giác, e là ông ấy đã hy sinh chỉ trong một chiêu của hắn rồi. Tần Vũ nói lại chi tiết thông tin của Charlie cho Tiêu Chính Văn. Người này là một thành viên trong gia tộc Azer Lanchi. Cũng là một trong những quý tộc ở Âu Lục. Chương 1402 hơn nữa theo Tần Vũ suy đoán người dẫn đội lần này chắc là hắn. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn thầm ghi nhớ cái tên Charlie này. Có thể đối phương là Thiên Vương 3 sao hoặc Thiên Vương 4 sao, hơn nữa hành động của người này rất kỳ lạ. Tần Vũ trầm ngâm nói. Kỳ lạ thế nào? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Hắn là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Azer Lanchi, nhưng 11 năm trước hắn đột nhiên từ bỏ vị trí người thừa kế rồi mất tích 6 năm trời. Khi lần nữa xuất hiện ở Âu Lục, hắn bỗng chốc thăng cấp từ cảnh giới chủ soái địa cấp 3 sao trước đó lên cảnh giới thiên vương 3 sao, chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi. Đây là thành quả mà rất nhiều người mơ ước cả đời cũng không thể đạt được. Nhưng hắn chỉ mất 6 năm, bên trong chuyện này, tôi đang đoán rốt cuộc hắn đã đi đâu. Những lời của Tần Vũ khiến Tiêu Chính Văn không khỏi nhớ đến Cao và Rốt. Hai thanh niên trẻ nhưng lại có sức mạnh của cảnh giới thiên vương 4 sao. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng cùng cấp bậc với họ nhưng không phải ai cũng có một cuốn thiên sơn thư lục trong tay. Tiêu Chính Văn có thể đạt được thành tựu như bây giờ hơn phân nửa đều nhờ vào cuốn thiên sơn thư lục. Nếu không bây giờ Tiêu Chính Văn cùng lắm chỉ có thể đang ở cảnh giới long soái 5 sao. Chẳng thể với tới ranh giới của cảnh giới thiên vương. Thế nên chỉ có hai khả năng, một là Charlie đã đến chiến trường ngoài lãnh thổ. Một khả năng khác là gia nhập vào tổ chức bí ẩn nhất đó. Phái Quang Minh, nếu Phái Quang Minh tham gia vào cuộc chiến chống lại Hoa Quốc, nguyên nhân chỉ có thể là Hoa Quốc có trái tim rồng. Không còn nghi ngờ gì về sự cố chấp với di tích long tộc của tổ chức này. Nếu bên phía tôi có tin tức, nhất định sẽ thông báo với anh ngay. Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn không nhắc một chữ về chuyện chiến trường ngoài lãnh thổ và Phái Quang Minh. Dù sao Tiêu Long cũng là một thành viên trong Phái Quang Minh, còn là một trong sáu hạo thiên. Địa vị vượt xa thập tôn Quang Minh. Anh tin nếu Phái Quang Minh nhắm vào Hoa Quốc thì ông nội chắc chắn sẽ báo trước với anh. Nhưng bây giờ ông nội bật vô âm tín chứng tỏ bên trong có chuyện gì đó. Được. Vậy cậu phải cẩn thận hơn, nếu có gì cần giúp đỡ hay lập tức gọi cho tôi. Hắc Băng Đài nhất định giúp đỡ hết sức mình. Chương 1403 nói xong,
Tần Vũ cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, một đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân vội vã chạy vào. Anh Tiêu, có chuyện này anh phải được biết. Hả, chuyện gì? Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi. Anh có biết liên minh võ thuật dưới võ tông không? Là cửu anh đó đã mời trưởng lão của liên minh võ thuật đến Giang Trung. Đệ tử đó hoảng hốt nói. Giữa liên minh võ thuật và võ tông không phải là quan hệ trực thuộc mà một bên là cơ cấu thuộc nhà nước, còn một bên là cơ cấu phi chính phủ. Sở dĩ võ thuật Hoa Quốc được gọi là võ tông là vì Long Kinh có thập lão võ tông. 10 người này kiểm soát sự hưng thịnh của võ tông trong thiên hạ. Mà trong giới võ thuật dân gian có nhiều người không thích bị nhà nước ràng buộc nên đã tự thành lập ra một liên minh võ thuật. Liên minh võ thuật này hoàn toàn không được Hoa Quốc thừa nhận. Nhưng trong dân gian, hay nói cách khác trong các tông môn, uy tín của liên minh võ thuật vượt xa võ tông. Mỗi lần có nhiều chuyện lớn nhỏ không thể giải quyết được thì đa số đều sẽ thông qua liên minh võ thuật chứ không phải võ tông. Thế nên địa vị của trưởng lão liên minh võ thuật trong các tông môn cực kỳ cao hệt như dáng vẻ của Thái Thượng Hoàng. Bây giờ càng đến gần thời hạn 7 ngày mà Lạc Cửu Anh từng giao kèo với Tiêu Chính Văn. Trưởng lão liên minh võ thuật bỗng đến Giang Trung e là bên trong sắp có chuyện gì đó. Ừ, tôi biết rồi, bên Lạc Cửu Anh không có động tĩnh gì sao? Tiêu Chính Văn bình thản nói. À thì, hiện giờ không có động tĩnh gì lớn, nhưng vị trưởng lão họ Lư đó lại có động tĩnh không hề nhỏ, còn dẫn theo vài tông chủ ở các tỉnh khác đến nên khí thế có phần hơi áp đảo. Nghe đệ tử đó nói xong, Tiêu Chính Văn khẽ khoát tay tỏ ý anh ta có thể ra ngoài. Sau đó anh đi vào căn phòng dưới tầng hầm để kiểm tra vết thương của Độ Thiên Chân Nhân. Thật ra lần này Độ Thiên Chân Nhân bị thương không nặng, nhưng vết thương lòng lại lớn hơn vết thương trên cơ thể. Thế nên liên tục mấy ngày Độ Thiên Chân Nhân đều trông rất ủ rủ. Chủ thượng, cậu bận rộn như thế, sao, không để Độ Thiên Chân Nhân nói hết câu, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói, ông cụ đừng khách sáo, vết thương của ông thế nào rồi? Chương 1404 Độ Thiên Chân Nhân mỉm cười nói, cảm ơn chủ thượng đã quan tâm, hiện giờ đã không sao nữa rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, thật ra nếu không phải vì ông bị thương mấy lần thì bây giờ chắc là ông đã đạt đến cảnh giới thiên vương cấp long rồi nhỉ. Độ Thiên Chân Nhân sửng sốt khi nghe Tiêu Chính Văn hỏi thế, sau đó cụ ta khẽ gật đầu. Quả thật là như thế, ngay trận đấu mà Tiêu Chính Văn giao đấu với Độ Thiên Chân Nhân, cụ ta đã có dấu hiệu đột phá. Nhưng trời không chiều lòng người, Độ Thiên Chân Nhân bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương, sau đó lại bị cụ tổ nhà họ Viên đánh bị thương nặng. Nếu không phải như thế, Độ Thiên Chân Nhân đã là cao thủ cảnh giới thiên vương cấp long năm sao rồi. Tiêu Chính Văn lấy một viên thuốc anh đã điều chế mấy ngày nay ra, rồi đưa cho Độ Thiên Chân Nhân và nói, mấy viên thuốc này có thể giúp ông, có những người nếu đã mất rồi thì đừng canh cánh trong lòng nữa. Hai tay nhận lấy viên thuốc Tiêu Chính Văn đưa. Độ Thiên Chân Nhân gật đầu nói, chủ thượng, tôi vô cùng biết ơn cậu. Sau khi đưa viên thuốc cho Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn bước ra khỏi căn phòng dưới lòng đất. Có những chuyện vẫn nên để cụ ta tự giải quyết, mất đi người học trò yêu quý, ai cũng sẽ đau lòng, chỉ mình cụ ta mới có thể giúp bản thân mà thôi. Ở một diễn biến khác, bên trong Thanh Phong Môn, là Cửu Anh đang cử tất cả mọi người đi đón Lư Kính Hải. Lúc trước, cụ ta đặt ra cuộc hẹn 7 ngày với Tiêu Chính Văn là vì muốn nhân cơ hội này mời ông Lư tới. Có người của liên minh võ thuật ở bên cạnh, dù cụ ta bại trận thì cũng có thể bảo vệ được Thanh Phong Môn không có tổn thất gì. Lư Kính Hải nheo mắt, điềm nhiên ngồi lên vị trí chủ tọa, nhìn Lạc Cửu Anh ở bên dưới, nói, môn chủ Lạc, theo như ông nói, Tiêu Chính Văn lại tiêu diệt thêm 3 tông môn nữa của võ tông chúng ta sao? Lạc Cửu Anh khẽ gật đầu. Kể lại một lượt chuyện mấy người Đường Bách Thành chết trong biệt thự nhà họ Tiêu. Thế nhưng Thiên Kiếm Tông không hề lợi dụng thời cơ thôn tính luôn mấy tông môn này, có lẽ là bởi gần đây công việc bên phía Tiêu Chính Văn quá bận rộn, vẫn còn chưa kịp ra tay. Có điều, dù nói thế nào, 3 vị môn chủ đều đã chết trong tay Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân. Nghe thấy vậy, Lư Kính Hải khẽ gật đầu nói, nếu đã như vậy thì phải bắt tên Tiêu Chính Văn trả máu. Nói xong, Lư Kính Hải đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn khắp mọi người xung quanh một lượt rồi mới lấy ra một bức thư mật. Các vị có biết đây là thư ai viết cho tôi không? Lư Kính Hải nhướng mày, lạnh lùng nói. Bên trên hình như có con dấu của nhà họ Đông Phương.
Lạc Cửu Anh nhíu mày nói. Ân oán giữa cụ ta và Tiêu Chính Văn thật sự không muốn dính dáng gì tới bốn gia tộc lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1405 cụ ta chỉ đơn thuần muốn đấu võ với Tiêu Chính Văn mà thôi. Hơn nữa, lần đấu võ này cũng nằm ngoài chủ ý của cụ ta, sau khi mấy người Đường Bách Thành chết dưới tay Tiêu Chính Văn, với tư cách là người quen thân lâu năm, cụ ta buộc phải ra mặt. Nhà họ Đông Phương ư, bên dưới, một môn chủ nghi hoặc nói. Không sai, không chỉ nhà họ Đông Phương, mà bốn gia tộc lớn đều coi Tiêu Chính Văn như cái gai trong mắt. Giết Tiêu Chính Văn đã không chỉ là mong muốn của mấy người luyện võ chúng ta nữa mà cả tầng lớp cấp trên của Hoa Quốc cũng đều cảm thấy vô cùng bất mãn với Tiêu Chính Văn. Có lẽ mấy người vẫn chưa biết chuyện, Võ Thí Thiên của Võ Thần Tông cũng liệt Tiêu Chính Văn vào nhóm đối tượng buộc phải loại trừ rồi. Lư Kính Hải vừa nói vừa đắc ý cười lớn. Lúc này là Cửu Anh mới hiểu ra, chỉ một lá thư của mình đã có thể mời được Lư Kính Hải tới, hóa ra vẫn có rất nhiều ẩn tình bên trong. Thế sự rắc rối, mãi mãi không thể nhìn thấu được. Lư Kính Hải đã đến Thanh Phong Môn, dù Lạc Cửu Anh không muốn thì cũng chỉ đành nghe theo. Môn chủ Lạc, ông có nắm chắc phần thắng không? Lư Kính Hải nheo mắt, một tia sáng chiếu thẳng về phía Lạc Cửu Anh. Chuyện này, Lạc Cửu Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đừng nói là nắm chắc, dù có là chút ít khả năng thắng cụ ta cũng không có. Nghĩ kỹ thì ba người Đường Bách Thành không phải là kẻ vô dụng. Ba người cùng chết trong biệt thự nhà họ Tiêu, ngay cả cơ hội trốn chạy cũng chẳng có. Lạc Cửu Anh thì mạnh hơn Đường Bách Thành bao nhiêu chứ? Cao thủ ở cảnh giới thiên vương, đặc biệt là trên cảnh giới thiên vương 4 sao, cảnh giới giống nhau nhưng cách biệt thực lực là không hề nhỏ. Ví dụ như Võ Thí Thiên, mặc dù hiện giờ vẫn ở cảnh giới thiên vương 4 sao, nhưng đâu có ai ở cảnh giới thiên vương cấp Long 5 sao dám động đến Võ Thí Thiên. Tiêu Chính Văn rất có khả năng sẽ trở thành một Võ Thí Thiên thứ hai. Ông Lư, thật ra tôi và mấy người Đường Bách Thành đã là người quen thân mấy chục năm nay, dù chỉ có ít khả năng thắng thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không đợi sau 7 ngày mới báo thù cho bọn họ. Bởi vì không có khả năng chiến thắng nên tôi mới muốn mời ông Lư tới, dù Cửu Anh tôi không phải đối thủ của cậu ta thì Thanh Phong Môn vẫn có thể được bảo toàn. Nghe là Cửu Anh nói vậy, ông Lư nhếch miệng cười khẩy, lấy từ trong người ra một túi thuốc nhỏ. Đưa cho Lạc Cửu Anh rồi nói, đợi đến hôm đấu võ thì cho thứ này vào trong nước uống của Tiêu Chính Văn, tôi đảm bảo ông nhất định sẽ chiến thắng. Hả, Lạc Cửu Anh nhận lấy túi thuốc, đưa lên mũi ngửi thử, một mùi hương kỳ dị xộc thẳng lên mũi. Con người khẽ động, Lạc Cửu Anh lập tức nhận ra đây là một loại độc dược có tên là tiên nhân đảo. Hơn nữa, nó chỉ có tác dụng với cường giả ở trên cảnh giới thiên vương. Thực lực càng mạnh thì độc tính lại càng lớn. Chuyện này, mặc dù Lạc Cửu Anh muốn giết Tiêu Chính Văn nhưng tuyệt đối không muốn dự vào loại thủ đoạn bỉ ổi này. Ông Lư, người của võ tông chúng ta đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, loại thủ đoạn này e rằng sẽ bị người khác phỉ nhổ khinh thường. Chương 1406 môn chủ Lạc, muốn làm việc lớn thì phải không từ mọi thủ đoạn. Người xưa đã có câu, gặp kẻ mạnh thì phải dùng mưu trí, gặp kẻ yếu thì phải biết linh hoạt. Loại người giống như Tiêu Chính Văn đã khiến biết bao người oán hận, muốn giết cậu ta, bất luận có dùng thủ đoạn gì thì cũng là giúp người lương thiện trong thiên hạ loại bỏ một tai họa lớn. Lư Kính Hải nghiến răng nói. Chuyện này, là Cửu Anh siết chặt túi thuốc nhỏ, bất lực gật đầu. Nếu làm trái ý của Lư Kính Hải, tám phần lão già này sẽ tiêu diệt luôn cả Thanh Phong Môn của cụ ta. Lúc này, trong lòng là Cửu Anh vô cùng hối hận. Thế nhưng ván đã đóng thuyền. Hối hận cũng vô dụng. Chiều ngày hôm đó, Lạc Cửu Anh mở tiệc lớn, còn liên tục nói cảm ơn Lư Kính Hải trong bữa tiệc. Lư Kính Hải càng thêm dương dương tự đắc, cầm ly rượu, cười nhạt nói, thằng danh Tiêu Chính Văn, tự cho rằng bản thân có tuyệt kỹ là có thể hống hách lộng hành trước mặt võ tông. Cậu ta còn không biết rằng từ xưa tới nay, đã có bao nhiêu đứa con cưng của trời còn điên cuồng và hùng mạnh hơn cậu ta cũng đều chết vì kiêu ngạo hống hách. Ha ha ha, dứt lời. Lư Kính Hải ngửa mặt cười lớn. Đám người xung quanh cũng phá lên cười như điên theo cụ ta. Lạc Cửu Anh cũng gượng gạo cười hùa theo. Sáng ngày hôm sau, Lạc Cửu Anh cử người gửi một tấm thiệp mời đến biệt thự nhà họ Tiêu. Tiêu Chính Văn nhận được thiệp mời, xem lướt qua một lượt rồi nói với người đó, trở về truyền lời với môn chủ Lạc,
sau một tiếng đồng hồ nữa, tôi nhất định sẽ đến nơi hẹn. Hoan nghênh cậu Tiêu tới Thanh Phong Môn. Nói xong, người đó quay người rời đi. Tiêu Chính Văn cầm thiệp mời trong tay, quay người nói với Độ Thiên Chân Nhân đang đứng bên cạnh, ông cụ, tôi tới Thanh Phong Môn một chuyến, chuyện trong nhà lại phải nhờ vào ông rồi. Chủ thượng, e rằng, Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời Độ Thiên Chân Nhân, nói, rõ ràng chúng ta đã đồng ý với giao hẹn 7 ngày, nhưng là Cửu Anh vẫn đặc biệt sai người gửi thiệp mời tới là có ý gì đây? Thiệp mời là biểu thị cho việc có người muốn đến làm khách đấy. Tới lúc đó phải nhờ ông chào đón vị khách quý của chúng ta. Nghe vậy, Độ Thiên Chân Nhân khẽ nhíu mày nói, ý của chủ thượng là tên họ Lư kia muốn đánh lạc hướng để ngấm ngầm hành động sao? 80% là vậy, là Cửu Anh này vẫn được coi là thẳng thắn, không muốn thông đồng làm bậy với đám người này, hai. Tuy nhiên lập trường không giống nhau, không thể bày mưu cùng nhau được. Tiêu Chính Văn khẽ thở dài. Nếu không có chuyện của mấy người Đường Bách Thành thì Tiêu Chính Văn sẽ rất vui vẻ uống rượu chuyện trò cùng Lạc Cửu Anh. Xin chủ thượng yên tâm, trong sân có trận pháp, tôi nhất định có thể bảo vệ mọi người an toàn. Độ Thiên Chân Nhân nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó cầm lấy tấm thiệp mời bước nhanh ra bên ngoài. Lúc này, trước cửa Thanh Phong Môn, cờ màu phấp phới. Một võ đài đã được bố trí xong trên quảng trường nhỏ trong Thanh Phong Môn. Xung quanh còn dựng cả mái tre. Lư Kính Hải ngồi dưới mái tre phía trên cao, yên lặng đợi Tiêu Chính Văn tới nộp mạng. Chương 1407 nhìn những lá cờ đủ màu sắc tung bay trong gió, Lư Kính Hải cầm tách trà lên, vô cùng đắc ý nói với Lạc Cửu Anh, trà cho Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị xong chưa? Lạc Cửu Anh vội vàng nói, ông Lư, trà chuẩn bị xong cả rồi. Lạc Cửu Anh vừa nói vừa quay đầu chỉ lên chiếc bàn sau lưng mình, bên trên có hai tách trà. Lư Kính Hải hài lòng gật đầu. Khoảng chừng gần 20 phút sau, có người tới thông báo. Môn chủ Lạc, Tiêu Chính Văn tới. Mời, sau khi thốt ra một chữ mời, Lạc Cửu Anh dẫn đầu sải bước tiến về phía cửa chính. Tông chủ hoặc môn chủ đích thân tới trước cửa là cách thức tiếp đãi cấp cao nhất. Trong lòng Lạc Cửu Anh thầm kính phục bản lĩnh của Tiêu Chính Văn, nên mới tiếp đón bằng nghi lễ long trọng như vậy. Mấy người Lư Kính Hải vẫn ngồi ở khán đài phía trên cao, không xê dịch mông dù chỉ một chút. Bọn họ chẳng buồn để tâm tới một kẻ sắp chết. Cậu Tiêu, cậu đến đây đúng là vinh hạnh ba đời của tôi. Lạc Cửu Anh chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Môn chủ Lạc khách khí rồi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn những lá cờ đủ màu sắc trên quảng trường, lại quét mắt nhìn lên trên khán đài, trong lòng đã sáng tỏ. Cậu Tiêu, mời vào trong. Lạc Cửu Anh làm động tác tay mời, dẫn đường đưa Tiêu Chính Văn vào Thanh Phong Môn. Trên lối đi trải dài thảm đỏ, hai bên đứng chật kín đệ tử của Thanh Phong Môn. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không sợ hãi, bình tĩnh bước tới trước quảng trước. Lư Kính Hải ngồi trên khán đài nheo mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta đang đợi Tiêu Chính Văn đến hành lễ chào hỏi mình. Thế nhưng điều khiến cụ ta phải thất vọng là Tiêu Chính Văn còn chẳng buồn nhìn cụ ta mà cứ thế ngồi xuống nói chuyện với Lạc Cửu Anh. Dù sắp đánh nhau, nhưng đôi bên suy cho cùng cũng chẳng có hận thù gì lớn, nên Lạc Cửu Anh cũng tiếp đón Tiêu Chính Văn bằng nụ cười niềm nở. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lư Kính Hải nặng nề ho khan một tiếng. Ý bảo Tiêu Chính Văn qua chào hỏi. Hình như phổi của ông cụ này không được tốt cho lắm, không phải do hồi trẻ bốc phét nhiều quá đấy chứ. Tiêu Chính Văn chỉ vào Lư Kính Hải, bình thản lên tiếng. Phụt! Chương 1408 đám đệ tử Thanh Phong Môn đang đứng hai bên suýt bật cười thành tiếng, đây là ví dụ cho việc bốc phét đến mức hư phổi sao. Lư Kính Hải ngồi trên khán đài nghe thấy vậy, lập tức nổi khùng, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, dù cậu không phải là người của võ tông nhưng cậu cũng là một người luyện võ. Lẽ nào cậu không biết trong võ đạo coi trọng vai vế nhất sao? Tôi và thầy của cậu thậm chí còn bằng vai phải lứa, cậu lại dám cười nhạo tôi. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lắc đầu nói, ông cụ, xin ông tự trọng, tôi chưa từng chế giễu ông, hơn nữa, ông cũng không phải con gái nhà lành mà. Lúc này, đám đệ tử của Thanh Phong Môn nhịn cười tới mức khó chịu cuối cùng cũng phát ra tiếng cười yếu ớt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lư Kính Hải. Đặc biệt khi liên tưởng tới bốn chữ con gái nhà lành thì tiếng cười lại càng khó kiềm chế hơn. Tiêu Chính Văn, lần này Lư Kính Hải đã thật sự nổi giận. Tiêu Chính Văn năm lần bảy lượt ăn nói hỗn hào với cụ ta,
huống hồ cụ ta còn bị Tiêu Chính Văn chế nhạo ngay trước mặt mấy trăm đệ tử của Thanh Phong Môn, gương mặt già nua của Lư Kính Hải đã trở nên nóng bừng. Ông cụ có định xuống dưới đấu một hiệp trước không? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Mặc dù địa vị của Lư Kính Hải cao, nhưng thực lực vẫn còn kém xa, chỉ ở cảnh giới thiên vương một sao. Giao đấu với Tiêu Chính Văn ư, ngay cả một đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn cụ ta cũng không chống đỡ nổi. Hừ, một thằng thanh niên trẻ tuổi như cậu đúng là điên cuồng vô độ. Tôi khinh thường không thèm đấu võ mồm với cậu. Sắc mặt của Lư Kính Hải vừa đỏ vừa tím, phẫn nộ hừ một tiếng, quay đầu lại không nhìn Tiêu Chính Văn thêm nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh Lư Kính Hải đột nhiên đứng dậy. Tiêu Chính Văn, tôi lại muốn lĩnh giáo một chút. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đó, khẽ cười nói, đáng tiếc, bên dưới lưỡi dao của tôi không có chỗ cho vong hồn vô danh. Mẹ kiếp, trong mắt người đàn ông trung niên đó ngùn ngụt lửa giận, ông ta trở thành một tên vô danh tiểu tốt từ lúc nào vậy chứ? Ông ta là môn chủ của thiên địa môn đấy. Xét về địa vị thì không hề thấp hơn Lạc Cửu Anh. Dù là thực lực cũng ngang hàng với Lạc Cửu Anh. Bị Tiêu Chính Văn chế nhạo như vậy, ông ta thật sự không còn chút thể diện nào nữa. Tôi là môn chủ của thiên địa môn, tên là Đoàn Việt Thành. Cậu Tiêu, cậu có dám đấu một trận không? Dứt lời, Đoàn Việt Thành tiến lên trước một bước. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn đám người trên khác đài, làm không tốt thì hôm nay sẽ là một trận chiến luân phiên. Chuyện này không liên quan gì tới Lạc Cửu Anh, mà là do tên họ Lư kia căn bản không hề biết tốt xấu. Chương 1409 đương nhiên là được, tôi nhận chỉ giáo bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác ngoài rồi chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy vậy, Lạc Cửu Anh vội vàng đứng lên, cầm lấy tách trà nói, cậu Tiêu, tiếp đãi không được chu đáo, tôi dùng trà thay rượu mời cậu Tiêu, bất luận hôm nay kết quả có thế nào thì tôi cũng vô cùng khâm phục bản lĩnh của cậu Tiêu. Bên cạnh, một đệ tử của Thanh Phong Môn đặt một tách trà khác vào trong tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn tách trà, khẽ nhíu mày. Thế nhưng lúc này, Lạc Cửu Anh đã một hơi uống cạn, Tiêu Chính Văn do dự chốc lát rồi cũng ngửa cổ uống hết. Sau đó, anh đặt tách trà lên trên bàn, sải bước tiến lên trên võ đài. Đoàn Việt Thành nhún chân nhảy lên trên võ đài, cơ thể chuyển động, khí thế đột nhiên biến đổi. Hơi thở của cường giả thiên vương ba sao lập tức bao phủ khắp không gian. Uy thế cường đại khiến đám đệ tử Thanh Phong Môn đang đứng hai bên đều cảm thấy vô cùng áp lực. Trên trán ai cũng đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Tiêu Chính Văn điềm nhiên đứng trước mặt Đoàn Việt Thành đánh giá ông ta. So với Đoàn Việt Thành, Tiêu Chính Văn rõ ràng vô cùng bình thường. Không có hơi thở cường đại, càng không có sự áp chế bức người, cứ như một con thuyền nhỏ thong dong giữa biển lớn. Cơn gió mạnh khiến quần áo của Tiêu Chính Văn lay động, tóc bị thổi giạt hết về phía sau. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại thản nhiên như không dưới uy thế đó, anh giơ tay rút ra con dao quân đội năm cạnh, khẽ cười nói, môn chủ Đoàn, bước lên trên võ đài này rồi thì ông không xuống được nữa đâu. Nếu có còn lời gì trăng trối thì nói mau đi. Đoàn Việt Thành nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Mặc dù người này không thể hiện thực lực, nhưng có thể tỏ ra điềm nhiên như vậy dưới áp chế của ông ta, điều này nói lên rằng thực lực của Tiêu Chính Văn tuyệt đối không yếu hơn ông ta. Lời trăng trối ư, hừ, Tiêu Chính Văn, chết đi. Nói xong, Đoàn Việt Thành không chút khách khí giơ con dao dài hơn 3 cm, dày hơn 2 cm. Lao về phía Tiêu Chính Văn giống như mãnh hổ sổng lông. Ông ta biết rằng thực lực của Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn mình. Thế nhưng tách trà đó sẽ khiến Tiêu Chính Văn thua thảm hại. Đừng thấy lúc này Tiêu Chính Văn vẫn có thể hành động như thường mà lầm, chưa tới 3 phút nữa, khi thuốc phát huy tác dụng, đừng nói là hành động, ngay cả đứng, Tiêu Chính Văn cũng không đứng vững được. Nhìn thấy con dao của Đoàn Việt Thành chém về phía mình, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, giơ tay lên. Con dao quân đội năm cạnh phóng thẳng ra. Một âm thanh lớn vô hình vang lên, khiến không gian xung quanh đều trở nên rung động. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc và thầm thốt lên, cảnh giới thiên vương 4 sao. Chương 1410 thật ra điều khiến mọi người giật mình không phải là thực lực của Tiêu Chính Văn, mà là sau khi anh uống tách trà có độc nhưng chiến lực của anh không hề giảm đi chút nào. Điều này quá phản khoa học. Đừng nói là thiên vương thiên cấp 4 sao, ngay cả thiên vương long cấp 5 sao khi uống phải loại trà độc đó thì thực lực cũng sẽ giảm đi vì tác dụng của độc tính.
chẳng lẽ mọi chất độc đều không có tác dụng với cơ thể của Tiêu Chính Văn? Không thể nào, ông Lư liên tục lắc đầu, đó là loại thể chất đặc thù chỉ có trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài đời thực. Thật ra bọn họ không hề biết rằng, trước khi Tiêu Chính Văn đến Thanh Phong Môn, anh đã uống một viên thuốc giải độc do anh tự điều chế. Căn cứ vào ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, loại thuốc giải độc này có tác dụng giúp cho người ta uống độc dược như uống mật ong trong vòng một ngày một đêm. Tuy nhiên, lúc uống tách trà độc kia, cũng không phải Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có cảm giác gì. Chẳng qua chỉ là một chút cảm giác bồn chồn nhưng cũng tan biến đi rất nhanh, không để lại chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, con dao quân đội năm cạnh mang theo uy thế vô cùng lớn chợt lao tới, đâm thẳng vào con dao của Đoàn Việt Thành. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, con dao của Đoàn Việt Thành nứt toác. Keng keng keng, vài tiếng leng keng trong trẻo vang lên, Đoàn Việt Thành kinh hãi nhìn con dao trong tay mình, mồ hôi lạnh toát ra trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn thuận thế điều khiển con dao quân đội năm cạnh, mũi nhọn chuyển hướng, đâm thẳng về phía cổ họng của Đoàn Việt Thành. Dù con dao quân đội năm cạnh dài khoảng hơn 2 mét nhưng vì tốc độ quá nhanh nên mọi người chỉ thấy được một tia sáng lóe lên trước mắt. Đối với mọi người ở đây, việc cường giả cảnh giới thiên vương có thể điều khiển đồ vật không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng điều khiến bọn họ thấy không thể tưởng được là năng lực khống chế đồ vật của Tiêu Chính Văn chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Con dao quân đội năm cạnh nằm trong tay Tiêu Chính Văn hệt như có sinh mạng. Không chỉ tốc độ nhanh khủng khiếp mà uy thế cũng rất dọa người. Lúc này, Đoàn Việt Thành không kịp né tránh, con dao quân đội năm cạnh bay xuyên qua cổ họng ông ta. Máu tươi bắn tung tóe. Đoàn Việt Thành chỉ cảm thấy cổ họng hơi ớn lạnh. Lúc ông ta sờ tay vào cổ, tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu mờ dần, tựa như sắc trời đã muộn, màn đêm sắp buông xuống. Mà cổ họng ông ta lúc này đã biến thành một lỗ máu cực lớn, máu tươi cứ thế tuôn ra. Đoàn Việt Thành tuyệt vọng ngẩng đầu, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn mờ nhạt. Chương 1411 cơ thể ông ta chao đảo, loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào xuống. Phịch, thi thể Đoàn Việt Thành ngã xuống đất, tiếng vang này cũng đồng thời đánh thẳng vào lòng mọi người. Tiêu Chính Văn, cậu thật to gan, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nhìn thấy thi thể Đoàn Việt Thành ngã trên võ đài, ông Lư vỗ mạnh vào ghế, đứng bật dậy. Ồ, đấu võ mà, dĩ nhiên sẽ có chết chóc, dù sao thì đao kiếm cũng đâu có mắt. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Láo xược, ông Lư giận dữ chỉ tay vào Tiêu Chính Văn mắng nhiếc. Chẳng lẽ cậu không biết, đấu võ đến điểm mấu chốt là phải dừng lại sao? Môn chủ Đoàn không có ý giết cậu, nhưng cậu thì sao? Vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thức giết người. Loại người như cậu không xứng ở lại võ tông. Đúng, ông Lư nói đúng, vừa nãy môn chủ Đoàn chỉ tấn công thăm dò mà thôi. Cậu thì hay rồi, kết liễu luôn tính mạng môn chủ Đoàn chỉ bằng một chiêu, đúng là mất hết tính người. Không sai, trong võ tông. Dù đấu võ sẽ gây thương tích cho nhau nhưng tuyệt đối không có chuyện giết chết đối thủ, cậu thật tàn nhẫn, khiến người khác căm phẫn. Mấy môn chủ khác cũng nhao nhao hùa theo ông Lư, chỉ trích Tiêu Chính Văn. Hừ, Tiêu Chính Văn khinh thường cười khẩy, ánh mắt quét qua đám người ông Lư, giọng nói cũng lạnh băng, có phải trong từ điển của các người, ông ta làm gì cũng được, còn tôi thì chỉ có thể đứng đây để bị đánh. Con mắt nào của các người thấy Đoàn Việt Thành đang thăm dò tôi? Con dao đó chém thẳng xuống đầu tôi mà các người lại nói là thăm dò ư. Hơn nữa, mong các người nhớ cho kỹ, Tiêu Chính Văn tôi không phải người trong võ tông, cũng không bị ràng buộc bởi võ tông của các người, rút những thứ quy tắc ràng buộc của các người lại đi. Tôi không quan tâm ông ta là môn chủ gì, cũng không cần biết ông ta là ai, chỉ cần bước lên võ đài, ai cũng phải chuẩn bị tinh thần chết trên võ đài. Lời nói của Tiêu Chính Văn tựa như thiên lôi. Khiến hồn phách mỗi người có mặt đều bị chấn động. Hiển nhiên, những thứ mà bọn họ dùng để chèn ép người khác hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với Tiêu Chính Văn. Ông Lư trợn tròn đôi mắt già nua, nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Móng tay dài của cụ ta cũng đâm sâu vào da thịt. Máu tươi chảy xuống dọc theo các ngón tay ngoằn ngoèo. Cụ ta căm hận, điều khiến cụ ta căm hận không phải Tiêu Chính Văn ra tay làm người khác bị thương. Mà bởi vì Tiêu Chính Văn là người đầu tiên dám không giữ thể diện cho cụ ta như vậy. Chương 1412 cụ ta đường đường là trưởng lão của Liên minh Võ Thuật, đi đến đâu được tôn kính đến đấy. Chỉ cần cụ ta nói bừa một câu, làm gì có ai ở Võ Tông không tôn lời nói đó làm lời vàng ngọc.
nhưng đến phiên Tiêu Chính Văn thì lời cụ ta nói chẳng có giá trị gì. Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ cậu không sợ đắc tội với võ tông trong thiên hạ sao? Ông Lư tiếp tục uy hiếp. Hừ, đắc tội thì sao? Các người cứ khăng khăng muốn tôi chết, chẳng lẽ còn muốn tôi giơ cao đánh khẽ với các người ư? Mơ mộng hão huyền, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp trả. Khóe mắt ông Lư trợn trừng sắp rớt cả ra, nghiêng đầu nói với một ông lão đứng phía sau, ông Hứa, thằng danh không biết tốt xấu này đúng là không coi ai ra gì. Uy tín của Liên Minh Võ Thuật cũng bị cậu ta dẫm đạp dưới chân. Hôm nay nhất định phải khiến cậu ta đầu rơi máu chảy. Ông Hứa nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cụ ta không phải trưởng lão của Liên Minh Võ Thuật, mà là sát thủ chuyên nghiệp phụ trách việc giết người của Liên Minh Võ Thuật. Cảnh giới cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc, ít nhất cũng ngang ngửa với Viên Thắng Thiên của nhà họ Viên. Vì vậy, Võ Tông mới vừa kính nể vừa e sợ Liên Minh Võ Thuật. Trong Liên Minh Võ Thuật, người giống như cụ ta vẫn còn tới mấy trăm người. Do đó, tuyệt đối đừng đắc tội với trưởng lão của Liên Minh Võ Thuật. Mà lúc này, ngay cả một chút thể diện, Tiêu Chính Văn cũng không giữ lại cho ông Lư, do đó trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn đang tự tìm đường chết. Ông Hứa chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người đột ngột tỏa ra bốn phía. Cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao, cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao, cảnh giới Thiên Vương thiên cấp 4 sao, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới Thiên Vương long cấp 5 sao. Mọi người trong Thanh Phong môn hốt hoảng nhìn ông Hứa, cụ ông luôn đi theo sau lưng ông Lư đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương long cấp 5 sao rồi ư. Ngay cả là Cửu Anh cũng thầm giật mình. Bên cạnh ông Lư lúc nào cũng có cao thủ như vậy đi theo sao? Chẳng trách lão già này dù đi đến đâu cũng tỏ vẻ cao ngạo, luôn thích sai khiến người khác. Tiêu Chính Văn cũng nghiêng đầu nhìn về phía ông Hứa. Thực lực của người này tuyệt đối không thấp hơn Viên Thắng Thiên. Xem ra hôm nay lại có một cuộc ác chiến rồi đây. Chương 1413 chàng trai trẻ, chẳng lẽ cậu không hiểu đạo lý cứng quá thì dễ gãy sao? Giọng nói ông Hứa lạnh tanh. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thật ra ông Hứa vẫn luôn tán thưởng những người trẻ tuổi giống Tiêu Chính Văn. Tuy còn trẻ mà đã đạt thực lực cảnh giới Thiên Vương 4 sao. Khắp toàn bộ Hoa Quốc này, Tiêu Chính Văn là sự tồn tại tựa như đứa con cưng của trời. Lúc này, với tư cách là một trong những võ sư của Liên Minh Võ Thuật, cụ ta nhất định phải ra mặt vì Liên Minh Võ Thuật, chút cơn giận cho ông Lư. Phải giết một chàng trai trẻ như vậy. Ông Hứa cũng thấy không đành lòng. Thế là, cụ ta chỉ tay xuống chân ông Lư rồi nói, Tiêu Chính Văn, chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt ông Lư, dập đầu ba cái và xin lỗi ông Lư, thì tôi có thể nể tình cậu còn trẻ người non dạ mà tha cho cậu tội chết. Còn nếu không, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu sống trên đời này. Ông Hứa chắp tay sau lưng, vô cùng ngạo nghễ nói. Ồ, muốn tôi quỳ xuống xin tha ư? Khóe môi Tiêu Chính Văn nhếch lên. Nở nụ cười khẩy. Không sai, chỉ cần cậu chịu cúi đầu trước Liên Minh Võ Thuật, hôm nay tôi có thể không giết cậu. Còn về sự sống chết của cậu thì sẽ giao cho môn chủ là quyết định. Hơn nữa trước đây không phải cậu đã thôn tính gia sản của nhà họ Trần sao? Trả lại số gia sản đó một cách nguyên vẹn và bồi thường cho Liên Minh Võ Thuật 1 tỷ tệ thì chuyện ngày hôm nay có thể coi như xong. Cái gì, nghe ông Hứa nói vậy, Tiêu Chính Văn tức giận bật cười. Người của Liên Minh Võ Thuật mấy người đều mang dáng vẻ này sao? Vừa phải khấu đầu xin lỗi mấy người, lại còn ép tôi giao nộp gia sản và đưa cho Liên Minh Võ Thuật mấy người 1 tỷ tệ ư? Ông lão, bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, ông đang nằm mơ đấy à? Nghe thấy vậy, hai hàng lông mày lưỡi mác của ông Hứa khẽ lay động. Thật ra cụ ta cảm thấy những yêu cầu này của mình đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Thế mà Tiêu Chính Văn lại bày ra điệu bộ không cảm kích như vậy. Ông Hứa cười khẩy rồi tiến lên phía trước. Chỉ là bước đi này nhìn thì có vẻ rất thong dong, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến ngay sát phía trước Tiêu Chính Văn. Thúc địa thành thốn, đồng tử của Tiêu Chính Văn không khỏi co lại. Ông Hứa này thật sự vượt ngoài dự liệu của anh. Chương 1414 loại kiến thức bị thất truyền này cũng không được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục, nhưng nghe nói đã thất truyền nhiều năm. Dù có là Tiêu Chính Văn hiện giờ thì cũng chưa thể lĩnh hội được chân lý trong đó. Thanh Phong Môn và đám người bên cạnh ông Lư nhìn thấy cảnh tượng này cũng thốt lên đầy vẻ kinh ngạc. Điều này rõ ràng đã vượt qua tưởng tượng của tất cả đám người bọn họ.
một bước rút ngắn khoảng cách mấy chục mét, hơn nữa còn xuất hiện ở khoảng cách mấy chục mét phía xa chỉ trong nháy mắt. Chuyện này cũng quá ảo diệu. Sao nào, bây giờ cậu quay đầu thì vẫn còn một cơ hội để được sống tiếp đấy. Ông Hứa cao ngạo chắp một tay sau lưng, hơi ngẩng đầu nói. Lúc này, ông Hứa tin chắc rằng chỉ cần Tiêu Chính Văn không ngốc thì nhất định sẽ chịu thua trước cụ ta. Không cần đánh mà cũng khiến người phải quy phục mới chính là sách lược đỉnh cao nhất. Thật ra ông Hứa cũng có mấy phần kiêng dè con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn. Mặc dù vẫn chưa đến mức sợ, nhưng giao đấu cùng với một người như thế này tuyệt đối không phải là thượng sách. Thúc địa thành thốn, ông cũng không đơn giản chút nào nhỉ, có điều chỉ dựa vào chút năng lực này mà muốn bắt tôi quy phục ông, e rằng hơi khó đấy. Con người tôi xuất thân từ quân đội, cũng nếm trải kha khá các loại nghịch cảnh khó khăn. Hơn nữa người xuất thân từ quân nhân thì đều có một thói quen, trên quỳ gối trước đất trời, dưới quỳ gối trước bố mẹ, tuyệt đối không quỳ gối để cầu xin người khác. Dù có chết thì cũng phải ngạo nghễ vươn thẳng lưng. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa siết chặt con dao quân đội năm cạnh, nhìn ông Hứa bằng ánh mắt đăm đăm. Đối diện với kẻ địch mạnh, Tiêu Chính Văn buộc phải cẩn thận hơn nhiều. Người này không chỉ có cảnh giới cao, thực lực cũng mạnh tới mức ngay cả Tiêu Chính Văn cũng có cảm giác bị chèn ép. Hai, cậu thanh niên, lẽ nào cậu không biết từ xưa tới nay, có biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi còn ưu tú giỏi giang hơn cậu, thế nhưng bọn họ đều trở thành dĩ vãng trước khi kịp thành danh. Chính bởi vì họ không thức thời, nếu như cậu đã một lòng xin được chết, vậy thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Vừa dứt lời, bóng đen lập tức vụt qua trước mắt Tiêu Chính Văn. Ngón tay của ông Hứa như dao, chém thẳng về phía gáy của Tiêu Chính Văn. Chiêu thức này thoạt nhìn thì có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ. Chương 1415 thế nhưng chiêu thức sử dụng khi các cao thủ đối đầu ngược lại luôn trở nên rất đơn giản. Chiêu thức càng đơn giản thì càng nhanh, chuẩn và thâm độc. Bàn tay của ông Hứa mang theo âm thanh bão táp cuồn cuộn, chỉ khí thế này thôi cũng khiến trong lòng Tiêu Chính Văn hơi bồn chồn. Quả nhiên là một cao thủ. Dù Tiêu Chính Văn có trốn ở đâu thì cũng không có cách nào trốn được chiêu tiếp theo của cụ ta. Cũng có thể nói, đòn này mới chỉ là chào hỏi chứ không phải thật sự muốn đánh cho Tiêu Chính Văn chết luôn. Tiêu Chính Văn lùi bước về sau, nháy mắt đã lùi ra sau mười mấy mét. Thế nhưng bóng dáng của ông Hứa lại giống như ma quỷ, như bóng đi theo hình, chớp mắt đã đuổi kịp. Đồng thời bàn tay cụ ta vung ta, một luồng sức mạnh lớn lao thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Tay vẫn chưa chạm tới nhưng uy thế thì đã đến. Liên minh võ thuật quả nhiên là nhân tài nhiều vô số. Trong lòng Tiêu Chính Văn thầm nổi nóng, anh đã không thể tránh được cú ra tay này rồi, sau lưng là ranh giới của võ đài, bên dưới chính là những loại vũ khí xếp thành hàng. Dù Tiêu Chính Văn nhảy khỏi võ đài thì cũng chỉ có thể nhảy múa trên mũi dao. Trưởng pháp ghê đấy, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ con dao quân đội năm cạnh lên, phóng mạnh về phía lòng bàn tay của ông Hứa. Ông Hứa thấy Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng ứng chiến thì nở một nụ cười, nói cậu thanh niên, cậu vẫn còn kém lắm. Dứt lời, ông Hứa hơi nghiêng người. Đồng thời biến bàn tay trở thành móng vuốt, giống như vuốt diều hâu muốn túm lấy yết hầu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vội vàng thu chiêu lại, dùng con dao quân đội năm cạnh để đỡ lấy. Keng, khi tiếng va đập của kim loại vang lên, bàn tay cầm con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn cũng hơi run rẩy, suýt thì làm rơi con dao quân đội năm cạnh khỏi tay. Lực tay của ông Hứa quá mạnh, rõ ràng vượt ngoài tưởng tượng của anh. Khoảnh khắc ban nãy, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy con dao quân đội năm cạnh trong tay mình như va phải một ngọn núi nhỏ. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng thấy hơi kinh ngạc trước sức mạnh không gì sánh được đó. Nhìn đây, ông Hứa gào lên một tiếng, lại vung tay đánh thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Lúc này, mọi người đều không khó để nhìn ra ông Hứa đã hoàn toàn nắm đũ cỏ quyền chủ động. Mà Tiêu Chính Văn ở bên còn lại thì chỉ có thể vất vả chống đỡ. Chương 1416 ông Lư thấy vậy thì tỏ vẻ đắc ý. May mà trước khi đi cụ ta đã chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu không hôm nay thật sự sẽ để cho thằng danh Tiêu Chính Văn này nhặt được món hời lớn. Ông Lư, xem ra thêm vài chiêu nữa thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bại trận. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi bên cạnh quay ra nịnh nọt ông Lư. Hừ, ông Hứa là một trong 10 cao thủ mạnh nhất trong liên minh võ thuật.
Thằng danh Tiêu Chính Văn có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì sao có thể là đối thủ của ông Hứa được, không biết có bao nhiêu cao thủ đã chết trong tay ông Hứa rồi. Ông Lư kiên định nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn dũng cảm quên mình giơ con dao quân đội năm cạnh lên muốn liều mạng kéo ông Hứa chết chung. Thấy tình cảnh này, ông Hứa hơi nhíu mày. Trên thế giới này có một loại người khó đối phó nhất. Đó là mấy tên không cần mạng sống. Dù có chết thì cũng phải kéo đối phương chết cùng, đây mới là điều đáng sợ nhất. Ông Hứa không muốn chết chung với người như Tiêu Chính Văn, thậm chí đối với cụ ta mà nói, bị Tiêu Chính Văn làm bị thương cũng đã là một loại sỉ nhục rất lớn. Thấy con dao quân đội năm cạnh đã gần trong gang tấc, ông Hứa khẽ lùi ra sau một bước, lập tức kéo xa một khoảng cách nhất định với Tiêu Chính Văn. Thật ra chiều hướng của ông Hứa đã nằm trong dự đoán của Tiêu Chính Văn từ lâu. Vào lúc ông Hứa lùi ra sau, hai mắt của Tiêu Chính Văn khẽ nheo lại, thời cơ chiến đấu đã tới. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn lập tức nhún người, giơ một chân lên tung cú đá về phía ông Hứa. Ông Hứa không ngờ Tiêu Chính Văn lại phản kích đột ngột như vậy, khẽ nhíu mày lại, vội vàng giơ tay ra đỡ. Bộp, ông Hứa nắm một tay lại, phản ứng với tốc độ cực nhanh trong khoảng thời gian rất ngắn, tung cú đấm vào đế giày của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thuận theo đạo lực này, cơ thể nghiêng về phía sau, làm một động tác lộn nhào tuyệt đẹp giữa không trung. Sau đó, cơ thể anh nhẹ nhàng tiếp đất, trên mặt nở nụ cười. Đồng thời, anh thu con dao quân đội năm cạnh trở lại trong ống tay áo. Mọi người chứng kiến động tác này của Tiêu Chính Văn đều hơi cau mày. Lẽ nào Tiêu Chính Văn tự biết mình không phải đối thủ của ông Hứa nên chuẩn bị nhận thua rồi sao? Đặc biệt là ông Lư ngồi bên trên khán đài lại đắc ý vuốt râu, nhàn nhã lên tiếng, thằng danh Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã biết tới sự lợi hại của ông Hứa và liên minh võ thuật hay chưa? Còn không mau quỳ xuống nhận sai. Chương 1417 Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã có biện pháp ứng phó, dưới tình thế cấp bách ban nãy. Trong đầu Tiêu Chính Văn đột nhiên nhớ lại đoạn nội dung trong Thiên Sơn Thư Lục. Chỉ là lúc trước Tiêu Chính Văn chưa từng nghĩ đây sẽ là chiêu thức giết người trọn bộ. So về cảnh giới, dù có dồn hết sức lực thì rõ ràng Tiêu Chính Văn cũng sẽ vào thế bất lợi. Thủ đoạn giành chiến thắng duy nhất chỉ là dựa vào chiêu thức khéo léo mà thôi. Còn về việc chịu thua, không có cửa đâu, trong từ điển của Tiêu Chính Văn không có mấy từ này. Mà sau khi ông Hứa tung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn thì gương mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cú đấm ban nãy chấn động đến mức cánh tay của cụ ta cũng tê dần, thậm chí còn hơi run rẩy một chút. Xem ra cậu thanh niên này thật sự không hề đơn giản. Thực lực chỉ ở cảnh giới Thiên Vương 4 sao mà lại khiến cho cụ ta cảm thấy áp lực đến thế. Ông Hứa có 3 tuyệt kỹ, thứ nhất là thúc địa thành thốn, thân pháp nhanh như ma quỷ. Tuyệt kỹ thứ hai là vô ảnh trưởng của cụ ta, biến hóa khôn lường, có thể dễ dàng đoạt mạng cao thủ. Mà tuyệt kỹ thứ ba là long hổ chi quyền, cú đấm nhanh mạnh chuẩn xác. Ngay cả một ngọn núi nhỏ thì nắm đấm của cụ ta cũng có thể san bằng. Thế nhưng lúc nãy, ông Hứa cũng gần như sử dụng hết toàn lực. Theo lý mà nói, dù chân Tiêu Chính Văn không bị đánh gãy thì cũng sẽ bị thương, ít nhất sẽ ngã xuống đất. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chính Văn thì lại không hề giống như bị thương, ngược lại còn thêm ung dung hơn trước. Điều này khiến ông Hứa càng thêm kinh ngạc, thật ra Tiêu Chính Văn không hề thoải mái giống như vẻ ngoài, bên chân ban nãy đỡ lấy cú đấm của ông Hứa đau tới mức Tiêu Chính Văn suýt đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng giờ phút này, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể yếu đuối, nếu không sẽ chẳng thể thoát nổi kiếp nạn ngày hôm nay. Dù có đau đến mấy, anh cũng buộc phải chịu đựng. Buộc phải ép cho ông Hứa nhận thua. Trường pháp của ông không tồi chút nào, chỉ đáng tiếc là cú đấm vừa nãy cứ như thể 3 ngày rồi chưa ăn cơm, yếu ớt vô lực quá. Tiêu Chính Văn khẽ cười tiến lên trước một bước. Lúc ông Hứa chuẩn bị lên tiếng, Tiêu Chính Văn đột nhiên kiễng mũi chân lên, cơ thể vọt thẳng lên cao. Thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên nhảy lên cao mười mấy mét, mũi chân giống như đang rơi tự do đạp về phía đỉnh đầu của mình. Ông Hứa không khỏi kinh ngạc biến sắc. Cụ ta hoàn toàn không dám đỡ lại cú đá này, chỉ có thể ngồi xổm xuống, đồng thời giơ tay đón lấy cú đá của Tiêu Chính Văn. Chiêu thức này của Tiêu Chính Văn là một kiến thức bị thất truyền được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục, tên là Bát Bộ Cản Sản. Chương 1418 chỉ cần cú đá này chạm vào đỉnh đầu của ông Hứa,
dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn có thấp hơn ông Hứa một bậc thì ông Hứa chắc chắn không chết cũng bị thương. Vậy nên, dưới tình thế cấp bách này, ông Hứa mới thực hiện động tác ngồi xổm xuống và đưa tay ra đỡ. Thế nhưng ông Hứa không hề biết, chiêu thức này mới chỉ là thăm dò chứ chưa phải chiêu thức thật sự. Chỉ cần cụ ta phản ứng lại thì sẽ phải đối diện với những đòn tiến công liên tiếp giống như nước thủy triều ngay sau đó. Lúc chân của Tiêu Chính Văn sắp dẫm lên đỉnh đầu của ông Hứa, đột nhiên Tiêu Chính Văn dồn sức vào thắt lưng, hơi xoay người, chân còn lại đáp đất, đá mạnh vào mặt ông Hứa với khí thế như sấm rền. Mà bên chân chuẩn bị đạp xuống đỉnh đầu ông Hứa lại bị Tiêu Chính Văn thu lại. Bất luận thực lực cao thấp, chân của bất cứ ai nhất định cũng dài hơn cánh tay. Ông Hứa thấy một chân của Tiêu Chính Văn lại đá về phía mặt mình thì hoảng hốt chửi thầm trong lòng. Mẹ kiếp, đây là chiêu thức quái gở gì vậy chứ? Hơn nữa, trong quá trình Tiêu Chính Văn đáp xuống lại có thể đột nhiên biến đổi chiêu thức. Phải có lực eo và năng lực giữ thăng bằng mạnh tới mức nào mới có thể làm được. Dù có là ông Hứa thì cũng chưa chắc có thể đột ngột biến đổi chiêu thức trong tình cảnh như vậy. Chỉ là lúc này, ông Hứa đã không còn kịp để nghĩ ngợi nhiều nữa. Cú đá của Tiêu Chính Văn quá nhanh quá nguy hiểm, cú đấm mà cụ ta tung ra ban nãy lại quá mạnh, hoàn toàn không có cách nào thu chiêu lại. Dưới tình thế cấp bách, ông Hứa chỉ đành nghiến răng ngửa người ra sau, nằm phịch xuống đất. Cụ ta cho rằng tránh được cú ra chân này của Tiêu Chính Văn là có thể bình an vô sự. Thế nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến con ngươi của ông Hứa suýt rớt cả ra ngoài. Chỉ thấy hai chân của Tiêu Chính Văn hơi cong lại. Hai bên đầu gối tạo thành thế quỳ hướng thẳng về phía ngực của ông Hứa. Mẹ kiếp, ông Hứa sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Nếu tiếp theo bị Tiêu Chính Văn quỳ lên trên ngực, ngoài trọng lực, cộng thêm sức mạnh phát ra từ trên cơ thể Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ đè cho cụ ta đến chết. Ông Hứa không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng lăn sang bên cạnh, lăn xa tận hơn một mét. Chỉ thấy hai bên đầu gối của Tiêu Chính Văn nặng nề đáp xuống võ đài. Ngay cả mặt sàn đá hoa cương cũng nứt toác xuống đáy. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều thốt lên đầy kinh ngạc. Ngay cả ông Lư trên khán đài cũng không nhẫn nhịn được mà đứng bật dậy. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh, thậm chí mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại, Tiêu Chính Văn đã đổi thế bị động thành chủ động dồn ép ông Hứa. Lúc này, ngay cả đám đệ tử của Thanh Phong Môn cũng hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh. Tiêu Chính Văn quả nhiên có thực lực siêu nhiên. Có thể FPPNG Hứa tới mức độ này, e rằng cùng chỉ có Tiêu Chính Văn mới làm được mà thôi. Hơn nữa, ba nãy cũng bởi ông Hứa đã chinh chiến trăm trận, nếu không căn bản không thể nào tránh được những đòn tiến công liên tiếp như thế, có kho còn bỏ mạng từ lâu. Chương 1419 thật ra trong lòng Tiêu Chính Văn lúc này cũng âm thầm kinh ngạc. Đổi lại là người khác thì sớm đã chết dưới hai đầu gối của anh. Có điều... Dù đã liên tục biến đổi chiêu thức như vậy nhưng ông Hứa cũng đều né tránh được hết. Ông già này quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên, vào lúc mà mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể đến thế mà thôi thì chuyện khiến bọn họ phải mở to mắt kinh ngạc lại tiếp tục xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn bổ nhào về phía trước, dùng hai khuỷu tay mạnh mẽ đánh về phía hai chân của ông Hứa. Ông Hứa sợ hãi hét lên kinh hoàng. Đây rõ ràng là quá nhanh, tấn công tới cùng. Cụ ta vội vàng dồn lực lên thắt lưng, cơ thể lại lăn mấy vòng ra phía trước mới tránh được hai khuỷu tay của Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông Hứa đã không còn hơi sức để tâm tới thể hiện và phong độ nữa, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì chẳng còn gì quan trọng. Bên tai mọi người chỉ nghe thấy những âm thanh răng rắc giòn tan nối tiếp nhau, lại có mấy khối đá hoa cương nứt ra, đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Mọi người nhìn mà phát hoảng. Ai ai cũng đờ ra nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn và ông Hứa. Trong số những người này, người kinh ngạc nhất vẫn phải kể tới là Cửu Anh. Cụ ta đã xem không dưới 50 lần đoạn video Tiêu Chính Văn đối đầu với cụ tổ nhà họ Viên khi trước. Lúc đó Tiêu Chính Văn vẫn chưa có chiến lực như hiện giờ. Càng không có chiêu thức khéo léo kỳ dị như vậy. Hoặc là nói, trong mắt là Cửu Anh, Tiêu Chính Văn có thể đánh thắng thì phần lớn là dựa vào may mắn mà thôi. Thế nhưng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt và tốc độ tiến bộ của Tiêu Chính Văn, ngay cả Lạc Cửu Anh cũng không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì Lạc Cửu Anh khó mà tin được một thiên vương cấp thiên bốn sao như Tiêu Chính Văn lại có thể đánh ông Hứa lăn lộn khắp mặt đất. Đòn khuỷu tay ban nãy,
dù có đánh lên người bất cứ ai thì ít nhất cũng sẽ gãy xương đứt gân. Đồng thời, với cấp độ của Tiêu Chính Văn và ông Hứa, thậm chí còn có khả năng đoạt mạng ông Hứa chỉ với một đòn. Bộp, vào lúc ông Hứa cho rằng bản thân đã an toàn thì đột nhiên cảm thấy cổ chân của mình lại bị người ta tóm lấy. Mẹ kiếp, ngay cả ông Hứa cũng sợ tới mức thở hồng hộc, vội vàng ngồi lên từ trên mặt đất. Thế nhưng cụ ta không ngồi dậy còn tốt, vừa mới ngồi dậy thì vừa hay đón lấy cú đá thẳng mặt từ hai chân của Tiêu Chính Văn. Ông Hứa hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, cụ ta vẫn chưa kịp giơ tay ra đỡ thì đã nghe thấy bộp một tiếng, cơ thể của ông Hứa văng thẳng xuống dưới võ đài. Nhìn thấy con át chủ bài mạnh nhất lại bị Tiêu Chính Văn đá bay như viên đạn bắn ra khiến mặt đất lún thành một hố lớn, ông Lư sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Cùng với một tiếng vang lớn, cơ thể của ông Hứa tạo thành một hố sâu hình người bên trên mặt đất. Chưa nói đến việc khắp người be bét máu, trong miệng thi thoảng còn nôn ra mấy mảnh vụn của nội tạng. Vậy mà ông Hứa lại thua thảm hại. Một cao thủ ở cảnh giới thiên vương 5 sao lại thua một thiên vương 4 sao. Xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Chương 1420 thấy ông Hứa đã sắp mất mạng, sắc mặt ông Lư trắng bệch nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này hy vọng duy nhất của cụ ta là Lạc Cửu Anh có thể đánh bại được Tiêu Chính Văn. Nhưng chuyện này có khả năng xảy ra sao? Nếu Lạc Cửu Anh có được nửa phần thắng thì cũng sẽ không tìm đến liên minh võ thuật nhờ ra mặt. Cơ thể ông Lư khẽ run rẩy, đảo mắt nhìn ông Hứa nằm trong cái hố lớn trước mặt, cụ ta nuốt nước bọt rồi ngồi lại vào chỗ của mình. Lúc này cả người ông Hứa hệt như một miếng thịt bẩn nằm trong cái hố lớn hình người, thỉnh thoảng co giật vài cái. Đến giờ ông Hứa cũng không hiểu rốt cuộc mình thua ở đâu. Đòn tấn công của Tiêu Chính Văn liên tục và dồn dập như vũ bão, ngay cả ông Hứa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa từng nhìn thấy chiêu thức kỳ quái đó. Nhưng lúc này bất kể cụ ta có không cam lòng thế nào cũng đã muộn. Nội tạng cụ ta đã bị Tiêu Chính Văn đánh nát hết cả, lúc này chỉ có thể nằm trong hố lớn đợi chết. Mấy vị môn chủ trước đó giúp ông Lư chỉ trích Tiêu Chính Văn cũng đồng loạt câm như hến. Họ nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiêu Chính Văn chậm rãi xoay người lại nhìn ông Lư, cười khẩy nói, tôi cũng cho ông một cơ hội, chỉ cần ông quỳ xuống dập đầu 10 lần, tôi sẽ xem như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ vào tách trà mình đã uống lúc nãy. Ông Lư giật mình, Tiêu Chính Văn thế mà lại phát hiện được sao? Lạc Cửu Anh cũng nhìn tách trà có độc kia, bất lực lắc đầu. Mặc dù cụ ta không biết tại sao Tiêu Chính Văn không bị trúng độc nhưng rõ ràng Tiêu Chính Văn đã phát hiện ra khi uống tách trà có độc này rồi. Ông Lư tràn đầy vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu có biết tôi là ai không mà cậu dám bảo tôi dập đầu nhận lỗi với cậu hả? Hốc mắt ông Lư sâu hun hút, vẻ mặt hung ác gào mồm lên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ông Lư, điềm nhiên nói, bất kể ông là ai thì hôm nay ông bắt buộc phải quỳ xuống. Nếu không thì sẽ chết. Vừa nghe anh thốt ra từ chết, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Tiêu Chính Văn dám nói chuyện với ông Lư như thế à? Mỗi người có mặt ở đó đều sâu sắc cảm nhận được kết cục của việc đắc tội với liên minh võ thuật thê thảm đến mức nào. Từ trước đến nay trong liên minh võ thuật không phải không có người tài giỏi giống Tiêu Chính Văn. Nhưng cuối cùng vẫn chết dưới sự truy đuổi và áp bức của các võ tông. Chương 1421 Lạc Cửu Anh cũng không khỏi nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn. Xem ra cụ ta đã đánh giá cao Tiêu Chính Văn, đạo lý đàn ông phải biết có biết rũi mà cậu ta cũng không biết sao. Nếu Tiêu Chính Văn chỉ muốn phô trương sức mạnh thì có lẽ cũng sẽ chết trẻ giống mấy người trước đó thôi. Tiêu Chính Văn, cậu và môn chủ Lạc vẫn chưa đấu với nhau thì sao cậu biết cậu có thể thắng chứ? Ông Lư siết chặt nắm đấm hung hăng nói. Bây giờ hy vọng duy nhất của cụ ta là Lạc Cửu Anh. Nếu Lạc Cửu Anh thua thì hôm nay cụ ta phải quỳ xuống dập đầu tạ tội như Tiêu Chính Văn nói. Nghe thế Lạc Cửu Anh cũng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi lên võ đài. Cậu Tiêu, hôm nay thách đấu ở võ đài này vốn dĩ là ân oán của hai chúng ta, ông Lư có dập đầu hay không cũng phải thắng tôi trước rồi hẵng nói. Lạc Cửu Anh nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, môn chủ Lạc. Nếu đã thế thì tôi xin đắc tội vậy. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rút con dao quân đội năm cạnh ra nắm chặt trong tay. Bát bộ cản sản trước đó đã dùng một lần nên nó mất đi tính công kích bất ngờ với Lạc Cửu Anh,
vậy thì chỉ có thể thắng dựa vào thực lực của mình thôi. Lạc Cửu Anh giơ tay ra về phía dưới võ đài, một đệ tử đưa thanh kiếm dài cho Lạc Cửu Anh. Nhận lấy thanh kiếm dài, Lạc Cửu Anh bình thản nói, cậu Tiêu, hôm nay dù tôi có chết thì xin cậu Tiêu đừng làm hại đến Thanh Phong Môn, xét cho cùng các đệ tử cũng không liên quan gì đến chuyện này. Tiêu Chính Văn gật đầu với Lạc Cửu Anh xem như đồng ý với yêu cầu của cụ ta. Xoẹt, Lạc Cửu Anh rút thanh kiếm dài ra, tạo chiêu thức của kiếm. Thanh kiếm dài chĩa thẳng xuống đất. Cùng lúc đó trong mắt Lạc Cửu Anh lóe lên vẻ lạnh lùng. Thanh Phong Môn cũng là một tông môn chủ yếu dựa vào kiếm thuật ở trong võ tông. Lạc Cửu Anh đã học võ từ khi còn nhỏ, lại có thiên phú hơn người, vì thế cụ ta đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sau lúc tuổi còn trẻ. Lúc này Lạc Cửu Anh đứng lên võ đài, khắp người là sát khí ngùn ngụt hệt như một thanh kiếm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ. Mang lại cho người ta cảm giác rất hung bạo. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Mặc dù sức mạnh của Lạc Cửu Anh không bằng ông Hứa lúc nãy nhưng cụ ta cũng chỉ cách kiếm cảnh một bước mà thôi. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn không dám coi thường một cao thủ như thế, anh giơ can dao quân đội nằm cạnh trong tay lên, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài trong tay Lạc Cửu Anh. Xoẹt, chỉ thấy cổ tay Lạc Cửu Anh giơ lên, một luồng ánh sáng bạc xoẹt qua, chỉ trong thoáng chốc đã đâm về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1422 hai người gần như vừa mới ra tay đã bắt đầu lao vào đánh rất kịch liệt. Thanh kiếm dài của Lạc Cửu Anh như một tấm lưới lớn vô hình bao trùm lấy Tiêu Chính Văn. Mà Tiêu Chính Văn lại như một thanh giáo dài đâm rách tấm lưới lớn là có thể khai triển chiêu thức chí mạng. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã đánh hơn 100 chiêu. Lúc này Tiêu Chính Văn và Lạc Cửu Anh đều cảm thấy kinh ngạc. Lạc Cửu Anh thực sự không ngờ Tiêu Chính Văn còn trẻ mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú đến vậy. Có mấy lần cụ ta gần như có thể ép được Tiêu Chính Văn vào chỗ chết nhưng cuối cùng đều bị Tiêu Chính Văn khéo léo hóa giải, sau đó đánh trả. Tiêu Chính Văn cũng kinh ngạc về những đường kiếm của Lạc Cửu Anh, hầu như gió không thể lọt qua, hoàn toàn không thể phá vỡ từng nhát kiếm của cụ ta. Sau mấy đợt tấn công, cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn chỉ có thể tiếp tục đánh không phân thắng bại với Lạc Cửu Anh. Ông Lư trên khán đài căng thẳng theo dõi hai người trên võ đài thầm tính toán tiếp theo mình nên làm gì. Đừng nhìn bây giờ Lạc Cửu Anh và Tiêu Chính Văn đang đánh nhau kịch liệt như thế mà lầm, ngay cả ông Hứa cũng không đánh thắng thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Cửu Anh cũng khó có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Ông Lư, môn chủ Lạc muốn thắng Tiêu Chính Văn hình như hơi khó, tôi nghĩ chi bằng. Nói đến đây, ánh mắt người đàn ông trung niên bên cạnh lóe lên vẻ nham hiểm. Ý cậu là đánh hội đồng à? Ông Lư cũng nở nụ cười hiểm ác. Đúng thế, một mình Lạc Cửu Anh không ổn thì bên cạnh cụ ta vẫn còn 3-4 môn chủ khác nữa, 4 cao thủ cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao cùng xông lên tấn công Tiêu Chính Văn, chắc chắn cậu ta không sống sót được. Ừ, thắng bại của môn chủ Lạc liên quan đến sự sống còn của Thanh Phong Môn. Chúng ta cũng có ý tốt không muốn để Thanh Phong Môn xảy ra chuyện. Tiêu diệt Tiêu Chính Văn mối hiểm họa với các tông môn trong võ tông này thì không cần phải để ý đến việc có dùng thủ đoạn hay không. Ông Lư tỏ ra bản thân rất quang minh chính trực, lạnh lùng nói. Sau khi được ông Lư cho phép, mấy môn chủ đó trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cùng rút vũ khí ra lao đến gia nhập vào trận đánh. Mấy người này vừa gia nhập, tình thế của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên tồi tệ. Anh vừa phải đối mặt với đòn tấn công kịch liệt của Lạc Cửu Anh, vừa phải đối phó với mấy đòn đánh lén của đám người này. Càng kéo dài thời gian thì Tiêu Chính Văn càng bất lợi. Ngay khi đòn tấn công như vũ bão của Lạc Cửu Anh đánh đến chỗ Tiêu Chính Văn, người đàn ông trung niên đó cũng tung một đòn về phía lưng Tiêu Chính Văn. Trong lúc nguy cấp Tiêu Chính Văn chợt nghĩ ra một kế, anh ném con dao quân đội năm cạnh ra rồi đối mặt trực diện với thanh kiếm dài của Lạc Cửu Anh. Đồng thời xoay người quay đầu lại đỡ lấy đòn của người đàn ông trung niên. Chương 1423 ầm, một luồng sóng khí xuất hiện, người đàn ông trung niên bị đánh nôn ra máu và văng ra xa. Nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm dài bất thình lình đâm về phía vai trái Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn không thể né được đòn, một ánh sáng đỏ lóe lên trước ngực Tiêu Chính Văn, đồng thời thanh giáo dài liệt long màu đỏ xuất hiện. Phụt! Lại một môn chủ nữa bị Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua ngực, thi thể ngã xuống đất. Lạc Cửu Anh không để tuột mất cơ hội nhanh chóng đánh một đòn đến.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Tiêu Chính Văn không có thời gian suy nghĩ gì nhiều, anh vội vàng xoay người lại đỡ lấy đòn tấn công của Lạc Cửu Anh. Lại một âm thanh cực lớn vang lên, Tiêu Chính Văn vội vàng lùi về sau mười mấy bước, còn Lạc Cửu Anh cũng bị chấn động lùi về sau. Lúc này Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy khí huyết cả người dâng trào, ngực hơi khó chịu, sau đó nôn ra một ngụm máu. Chỉ thấy luồng khí quanh người Tiêu Chính Văn bốc lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Từ khi đạt đến cảnh giới thiên vương, Tiêu Chính Văn chưa từng gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy. Lúc này đối mặt với Lạc Cửu Anh và hai môn chủ toàn lực tấn công, Tiêu Chính Văn có thể sống sót đã là một kỳ tích. Cậu Tiêu quả nhiên rất mạnh, nhưng tiếc là ông Lư tuyệt đối sẽ không để cậu sống sót rời khỏi đây, tôi xin lỗi. Lạc Cửu Anh không muốn ra tay với Tiêu Chính Văn bằng cách đáng xấu hổ này, nhưng người làm chủ thế cục lại là ông Lư chứ không phải Lạc Cửu Anh. Tiêu Chính Văn phun ra máu, nghiến răng lạnh lùng nói, ai giết ai vẫn chưa biết được đâu. Dứt lời, cơ thể Tiêu Chính Văn bỗng lao đến trước với tốc độ cực nhanh khiến người xung quanh đều chậc lưỡi. Thanh giáo dài trong tay cậu ta có vấn đề, mọi người cẩn thận. Ông Lư ở trên khán đài lớn tiếng nói. Mấy người Lạc Cửu Anh không thể thua trận này. Nhưng lúc mọi người còn kịp phản ứng, một luồng ánh sáng đỏ phóng về phía một môn chủ ở trong số đó. Thấy thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm về phía mình, người này vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Cụ ta nghĩ chỉ cần đỡ được đòn này thì mình sẽ được an toàn dưới sự bao vây tấn công của Lạc Cửu Anh và một vị môn chủ khác. Nhưng vừa chạm vào mũi giáo của thanh giáo dài liệt long màu đỏ, thanh kiếm dài của cụ ta bỗng bị gãy làm đôi. Tiếng rắc rõ to vang lên, một điểm sáng lạnh như băng đâm vào ngực người này. Mà sau khi đâm thanh giáo dài vào người này, Tiêu Chính Văn không dừng tay mà xoay người lại đồng thời rút thanh giáo dài ra, mũi giáo xoay chuyển đâm vào một người khác. Chương 1424 chỉ trong chớp nhoáng, hai môn chủ đều chết ngay tại chỗ khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một mình Tiêu Chính Văn đánh với Lạc Cửu Anh thì thôi không nói, giờ đây còn giết chết cả bốn người cấp bậc môn chủ. Dù bốn người họ có khoảng cách về cảnh giới với Tiêu Chính Văn nhưng cũng chỉ thua kém một cấp bậc mà thôi. Đây là sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào, thậm chí là Cửu Anh vẫn chưa kịp phản ứng, mấy môn chủ trên khán đài đã lần lượt chết dưới thanh giáo dài của Tiêu Chính Văn. Lạc Cửu Anh nhìn thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn đầy ẩn ý, uy lực đỉnh cao đó khiến Lạc Cửu Anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là thần binh. Một lúc lâu sau, Lạc Cửu Anh mới hoảng sợ nói. Nhưng Tiêu Chính Văn không đáp lời cụ ta. Mũi giáo của thanh giáo dài liệt long thuận thế đâm đến chỗ Lạc Cửu Anh. Cho đến khi thanh giáo dài liệt long màu đỏ này nhắm chúng về phía mình, Lạc Cửu Anh mới biết tại sao vừa nãy hai môn chủ đó chưa chống đỡ được chiêu nào đã chết dưới mũi giáo. Thanh giáo dài đó mang theo uy lực cực lớn như thể muốn xé tan không khí. Thậm chí xung quanh đã tạo ra một vòng xoáy khí. Đối mặt với vòng xoáy khí này, Lạc Cửu Anh có cảm giác bản thân như bị thanh giáo dài khóa chặt lại. Nhưng cụ ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng giơ kiếm lên đỡ đòn. Lạc Cửu Anh biết rõ thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn có uy lực thế nào nên không dám đối đầu trực diện với nó, chỉ có thể thay đổi chiến thuật, giơ thanh kiếm dài lên đánh vào cổ tay đang cầm giáo của Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm dài của cụ ta vừa đánh tới, thanh giáo liệt long màu đỏ đâm thẳng vào mũi kiếm như vật sống. Lạc Cửu Anh chỉ đành thu kiếm lại, giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chính Văn. Mặc dù nhìn có vẻ như hai bên ngang tài ngang sức với nhau nhưng thật ra thế tấn công và phòng thủ đã hoán đổi. Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo trong tay càng đánh càng hăng. Còn Lạc Cửu Anh mệt nhoài, không đến 5 phút Lạc Cửu Anh đã rơi vào thế yếu. Chỉ có thể vất vả chống đỡ, không thể đến gần Tiêu Chính Văn thêm được nữa. Lúc này ông Lư chán nản ngồi phịch xuống ghế. Thật ra đã đến nước này rồi, Lạc Cửu Anh bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà bên cạnh cụ ta lại chẳng có lấy một người trợ giúp. Chỉ dựa vào sức mạnh thiên vương một sao của cụ ta thì đâu phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Làm sao đây, làm sao bây giờ, ông Lưu tự hỏi bản thân, nhưng tình hình trước mắt đã khiến cụ ta cảm thấy rất bất lực. Quả nhiên đánh mới được mấy chiêu thì Tiêu Chính Văn bỗng đâm mạnh thanh giáo, là Cửu Anh đã sắp kiệt sức không kịp phòng thủ, bị Tiêu Chính Văn đâm vào đùi. Chương 1425 phụt. Âm thanh trầm đục vang lên,
cơn đau thấu xương truyền đến khiến Lạc Cửu Anh vứt luôn thanh kiếm của mình, tay ôm vết thương, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Cú đánh này rõ ràng là Tiêu Chính Văn đã nương tay. Nếu không cụ ta cũng sẽ giống mấy vị môn chủ kia, bị thanh giáo đâm xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ. Cậu Tiêu, cảm ơn cậu đã nương tay, nhưng tôi thật sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Lạc Cửu Anh khó khăn cúi người xuống nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên. Môn chủ Lạc, thật ra ông cũng là vì bất đắc dĩ, mặc dù tôi và môn chủ Lạc mới chỉ gặp mặt nhau một lần nhưng môn chủ Lạc cũng xem như là người thẳng thắn, thế nên tôi không muốn truy cứu chuyện này đến cùng. Trận chiến hôm nay là vì trả thù cho đám người Đường Bách Thành. Giờ môn chủ Lạc đã bị thương, đám người Đường Bách Thành ở dưới suối vàng cũng đã biết, sẽ không trách môn chủ Lạc bạc tình bạc nghĩa đâu. Nghe những lời này của Tiêu Chính Văn, Lạc Cửu Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Keng, Lạc Cửu Anh ném thanh kiếm trong tay sang một bên, ôm vết thương chảy máu ròng ròng quỳ xuống dưới đất, đỏ mặt nói, cậu Tiêu, trước đây đều là do tôi suy bụng ta ra bụng người, hôm nay tôi vô cùng biết ơn việc cậu không giết tôi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, giơ một tay lên, thanh giáo dài liệt long màu đỏ bỗng chốc biến mất, sau đó anh xoay người lại nhìn ông Lư nói, ông Lư, ông vẫn còn nhớ những lời lúc nãy tôi nói chứ? Ông Lư không khỏi run rẩy, nuốt nước bọt đứng dậy. Ông Lư sải những bước nặng nề đi lên võ đài dưới ánh nhìn chăm chú và lạnh lùng của Tiêu Chính Văn. Cụ ta oán hận nhìn Tiêu Chính Văn nói, hôm nay cậu khiến tôi chịu nhục nhã, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận. Nhục nhã ư, Tiêu Chính Văn lạnh băng xoay người lại. Ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lùng hỏi, ông còn xứng nói đến hai chữ nhục nhã cơ à? Sai người chuẩn bị trà có độc cho tôi, lại ỷ đông hiếp yếu bao vây giết một mình tôi. Nếu liên minh võ thuật các ông đều hèn hạ như thế thì Tiêu Chính Văn tôi thậm chí còn chẳng thèm bảo ông quỳ gối. Hôm nay không giết ông không phải là tôi không dám mà là không muốn làm bẩn tay. Bị Tiêu Chính Văn nói đến mức này trước mặt biết bao đệ tử của Thanh Phong Môn, mặt ông Lư đỏ bừng. Cụ ta liếc mắt nhìn sang, đệ tử Thanh Phong Môn đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Mẹ kiếp, ông Lư thầm thề chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây, nhất định phải khiến Tiêu Chính Văn trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Giờ ông có quỳ hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát. Ông Lư kìm nén cảm xúc nghiến răng, thở phì phò tức giận, sau đó quỳ xuống với Tiêu Chính Văn trước mặt hàng trăm người. Cộp cộp cộp, ông Lư vừa dập đầu với Tiêu Chính Văn vừa xin lỗi anh. Đều là lỗi của tôi không nên âm thầm hãm hại cậu, càng không nên bảo bọn họ bao vây tấn công một mình cậu, phá vỡ quy tắc đấu võ. Mong cậu Tiêu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Tiêu Chính Văn sải bước đến gần ông Lư, cúi đầu nhìn ông Lư đang quỳ dưới đất nói, hôm nay chỉ là một bài học nhỏ cho ông thôi, nếu còn để tôi nhìn thấy ông xuất hiện ở Giang Trung thì không phải là mấy cái dập đầu thôi đâu. Chương 1426 mặc dù trong lòng ông Lư rất căm hận, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu lia lịa đồng ý, ngoài ra còn thề với Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ tới Giang Trung. Cút, một chữ cút vừa thốt ra khỏi miệng, ông Lư như được đại xá, vừa chạy vừa liên tục nói xin lỗi Tiêu Chính Văn, chẳng bao lâu sau đã chạy mất dạng. Mãi tới khi ông Lư chạy xa, Lạc Cửu Anh mới thở dài, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, cậu không nên thả cho ông ta đi. Lần này cậu tha cho ông ta một con đường sống, về sau người này nhất định sẽ báo thù. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói thả cho ông ta đi cũng là bởi không còn cách nào khác, mặc dù liên minh võ thuật chỉ là một tổ chức trong dân gian, thế nhưng quyền lợi trong võ tông lại rất lớn, uy danh cũng cực kỳ cao. Nếu cứ như vậy mà giết chết người này, e rằng tôi thật sự sẽ trở thành kẻ địch chung của võ tông trong thiên hạ. Thật ra cũng không phải Tiêu Chính Văn chưa từng nghĩ tới việc tha cho ông Lư thì cụ ta nhất định sẽ gây thêm phiền toái cho mình. Thế nhưng đối diện với sự đối chọi gay gắt của võ tông trong thiên hạ, không chỉ là Tiêu Chính Văn, ngay cả tập đoàn Vi Nhan cũng sẽ mãi mãi không còn ngày tháng bình yên. Một người có mạnh tới đâu cũng không thể đối đầu với tất cả mọi người trong thiên hạ, Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cậu Tiêu, tôi xin thề tuyệt đối sẽ không đối địch với cậu Tiêu thêm lần nào nữa. Cả đời này, Lạc Cửu Anh sẽ chỉ ở ẩn tại nơi đây, không dính dáng tới chuyện của võ tông. Lạc Cửu Anh khẳng định với Tiêu Chính Văn. Những gì cụ ta có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây. Dù gì Thanh Phong Môn cũng chỉ là một tông môn nhỏ trong võ tông mà thôi.
căn bản chẳng là gì so với võ thần tông chứ chưa nói đến tầm ảnh hưởng gì lớn. Ngay cả năng lực lên tiếng kêu oan cho Tiêu Chính Văn cũng không có. Cảm ơn môn chủ Lạc rất nhiều, mong ông giữ gìn sức khỏe. Dứt lời, Tiêu Chính Văn khẽ chắp tay về phía Lạc Cửu Anh, sau đó sải bước tiến về phía trước sơn môn. Lúc này, toàn bộ mấy trăm đệ tử trên dưới của Thanh Phong môn đều cung kính nể phục Tiêu Chính Văn. Ban nãy mọi người đều nhìn thấy rất rõ, Tiêu Chính Văn dấn thân vào trận chiến khốc liệt, suýt chút nữa đã mất mạng. Mà tới cuối cùng lại nương tay với Lạc Cửu Anh, chỉ đâm bị thương chân của Lạc Cửu Anh, chứ không hề lấy mạng của cụ ta. Tấm lòng anh cao thượng tới mức nào chứ? Sự khoan hồng độ lượng ra sao? Cung tiễn cậu Tiêu, tất cả đệ tử của Thanh Phong môn đều đồng thanh hô lên, thanh âm vang vọng khắp cả sơn cốc. Chương 1427 tia sáng yếu ớt của dáng chiều chiếu dọi lên người Tiêu Chính Văn, nhất thời khiến cho đám người của Thanh Phong môn có một loại ảo giác. Người đàn ông này như bước ra từ trong dáng chiều, tương lai nhất định sẽ bước lên đỉnh cao huy hoàng. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn theo bóng lưng xuống núi của Tiêu Chính Văn, trong lòng vô cùng kính nể. Môn chủ, một người quản lý đi tới trước mặt Lạc Cửu Anh. Thông báo ra bên ngoài, kể từ ngày hôm nay bắt đầu phong tỏa núi không tiếp khách, tôi không gặp bất cứ ai hết, đặc biệt là người của Liên Minh Võ Thuật. Nói xong, Lạc Cửu Anh gọi hai đệ tử tới đỡ mình quay trở lại phòng. Mặc dù cụ ta đã giữ được một mạng, thế nhưng vết thương lại vô cùng nghiêm trọng, vừa mới trở về phòng đã ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự. Ở một diễn biến khác, Tiêu Chính Văn vừa trở về Giang Trung đã nhận được điện thoại của Tần Vũ. Cậu Tiêu, quả nhiên như những gì cậu nói, những cao thủ Âu Lục đó đã tới đánh úp Liễu Thanh, chỉ có điều Liễu Thanh không ở trong quân doanh, vậy nên lần này bọn chúng đã tốn công vô ích. Ừ, vậy thì tốt, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Chỉ cần Liễu Thanh bình an vô sự, 200.000 quân Phá Long ở Bắc Lương sẽ không phải đối diện với cục diện rắn mất đầu. Mặc dù Liễu Thanh bình an vô sự, thế nhưng có một tin cực kỳ không tốt, Charlie đã lên tiếng muốn đến Giang Trung lấy đầu của cậu. Tần Vũ trầm giọng nói. Những người này nếu như đường đường chính chính tới tìm Tiêu Chính Văn đấu võ thì anh ta sẽ không lo lắng. Thực lực của Tiêu Chính Văn quá mức rõ ràng. Không phải bất cứ ai cũng có thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Thế nhưng vấn đề chính là đám người này sẽ chỉ dùng một số thủ đoạn ám sát mà thôi. Hơn nữa còn đến với bộ dạng thần không biết quỷ không hay. Cho đến tận bây giờ, Hắc Băng Đài cũng không có cách nào điều tra được nơi ở của đám người này. Ồ, hắn muốn đến lấy đầu của tôi ư? Vậy vừa hay có thể báo thù cho Từ Kiêu Long rồi, tôi cầu còn chẳng được. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Tất cả hành vi của Charlie đã chạm đến giới hạn của Tiêu Chính Văn. Bất luận hắn có đến từ gia tộc lớn mạnh nào của Âu Lục thì Tiêu Chính Văn chắc chắn cũng sẽ khiến hắn không thể trở về được nữa. Hắn là người của gia tộc Azur Lan Chi, ý của thiên tử là tuyệt đối không thể giết người này, tầm ảnh hưởng của gia tộc này ở Âu Lục rất lớn, giết hắn thì có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Hoa Quốc và các nước Âu Lục. Tần Vũ vội vàng khuyên nhủ. Charlie đáng chết. Nhưng bởi vì một người mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa Hoa Quốc và những quốc gia lớn mạnh của Âu Lục thì đúng là lợi bất cập hại. Anh Tần, quan hệ ngoại giao phải dựa vào thực lực để nói chuyện, nếu lần này tha cho Charlie, lần tới bọn chúng sẽ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để hãm hại chủ soái các chiến khu của Hoa Quốc nữa đây. Chúng ta sẽ càng khó mà đề phòng. Chương 1428 thật ra dù có thả Charlie đi thì quan hệ ngoại giao giữa các nước Âu Lục và Hoa Quốc cũng không có bất cứ thay đổi gì, chỉ khiến bọn chúng cho rằng Hoa Quốc đang kiêng dè thực lực của bọn chúng mà thôi. Ngược lại còn khiến cho mấy nước nhỏ bé này ngày càng táo tợn hơn. Chuyện này, Tần Vũ hơi ngập ngừng, thấp giọng nói, cậu Tiêu, dù có thế nào cũng đừng làm trái ý thiên tử, hơn nữa quả thực cũng có lý do không thể giết người của gia tộc Azur Lan Chi. Một ông trùm dầu mỏ của nước ta hiện đang bị giam giữ tại một nước nhỏ ở Phi Lục, chỉ khi người của gia tộc Azur Lan Chi ra mặt thì ông ta mới có thể được thả ra bình an vô sự. Sự sống chết của người này có liên quan tới hơn nửa nguồn cung ứng dầu mỏ của Hoa Quốc, hơn nữa, các dự án trong tay ông ta đều có giá trị lên tới mấy chục tỷ đô la, nếu như ông ta xảy ra chuyện gì thì số tiền này và những dự án mà Hoa Quốc đã nỗ lực mười mấy năm đều sẽ cuốn trôi hết theo dòng nước. Tần Vũ thấy Tiêu Chính Văn kiên quyết như vậy thì không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Dù gì phần chuôi cũng ở trong tay đối phương, đổi lại thể diện của Hoa Quốc chỉ là một mặt,
quan trọng hơn là ông trùm trong giới kinh doanh này buộc phải bình an trở về Hoa Quốc. Nếu không thì tổn thất sẽ không có cách nào đo đếm được. Cùng lắm thì tôi đích thân đi cứu. Thế nhưng Charlie lại dám coi thường chủ soái chiến khu của Hoa Quốc chúng ta, ra đòn hiểm ác với chủ soái chiến khu, hắn nhất định phải chết ở Hoa Quốc. Động đến người của Hoa Quốc, có xa mấy cũng sẽ giết không tha. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Còn Tần Vũ ở đầu dây bên kia lại hoàn toàn sững sờ. Anh ta đờ đẫn cầm điện thoại, quay đầu nhìn về phía hai viên chức và Thiên Tử đang đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Thiên Tử, Tiêu Chính Văn đang lên cơn điên rồi. Ở Hoa Quốc, danh tiếng của cậu ta lẫy lừng, nhưng ở Phi Lục thì có mấy người biết cậu ta là ai. Cậu ta đi cứu ư? Dựa vào đâu để cứu? Một viên chức tức giận, bộ râu không ngừng rung lên, lớn tiếng nói. Đúng thế, dù Tiêu Chính Văn có chút thực lực, nhưng một người đối kháng với một quốc gia thì đúng là quá mức hống hách, cậu ta rõ ràng là không biết trời cao đất dày. Chỉ có Tần Vũ trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu nói với Thiên Tử, Thiên Tử, người mà Tiêu Chính Văn đã muốn giết thì dù có 10 người cũng không thể ngăn nổi, Thiên Tử xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Thiên Tử liếc mắt nhìn ba người trước mặt, im lặng một lát mới lên tiếng, ông Trần, phiền ông đích thân tới Giang Trung một chuyến. Nếu như Charlie quả thực đang ở đó thì nhớ kỹ rằng nhất định phải bảo vệ cho tính mạng của hắn, nếu không e rằng Lục Hoài Viễn sẽ chết ở Phi Lục. Vâng ạ, viên chức đó cúi người hành lễ, sau đó chắp hai tay lại nhìn chằm chằm vào Thiên Tử. Thiên Tử hơi sững sờ trong chốc lát, sau đó vội vàng cầm bút lên viết một bản thánh chỉ đưa cho ông Trần. Chương 1429 lúc này trong một căn phòng tổng thống sang trọng ở Giang Trung. Một người đàn ông tóc vàng khoảng 30 tuổi đang ôm hai người mẫu xinh đẹp, miệng ngậm điếu xì gà, nghe một người đàn ông da trắng bên cạnh báo cáo. Ồ, ý cậu là tên Tiêu Chính Văn đó cũng đắc tội với người của Liên minh võ thuật sao? Người đàn ông tóc vàng chính là Charlie. Lần này gã đến Giang Trung là muốn giết Tiêu Chính Văn. Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, gã quyết định không ra tay với Tiêu Chính Văn, mà giải quyết mấy trưởng giáo hoặc môn chủ tông môn của Hoa Quốc trước. Đổ tội giết họ lên người Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó chắc chắn Tiêu Chính Văn không thoát đâu được. Nếu không võ tông cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Nhưng khiến gã không ngờ được là trước đó Tiêu Chính Văn đã đắc tội với Liên minh võ thuật. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Charlie, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này, chúng ta có cách liên hệ với bên Liên minh võ thuật. Người đàn ông da trắng bên cạnh Charlie thấp giọng nói. Ừ, tốt lắm. Lập tức liên lạc với Liên minh võ thuật nói là 3 ngày sau tôi muốn quyết đấu với Tiêu Chính Văn. Nếu hắn dám trốn thì võ tông ở tỉnh Xuyên cứ đợi bị tiêu diệt. Dứt lời, Charlie bóp nát ly nước trong tay. Vâng, người đàn ông da trắng đáp, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tổng thống. Charlie là con trai nối dõi của gia tộc Azer Lanchi, bất kể gã đi đến đâu cũng đều rất cao ngạo, ai ai cũng biết. Dù lúc đến giết Từ Kiêu Long cũng cực kỳ phô trương. Nếu có thể giết được Tiêu Chính Văn thì cũng khiến cuộc đời của gã bước lên đỉnh cao. Quay về Âu Lục chắc chắn có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Quyền lợi và danh dự sẽ hơn hẳn tộc trưởng gia tộc Azer Lanchi. Điều quan trọng nhất là nghe nói trên người Tiêu Chính Văn còn có một trái tim rồng. Chương 1430 lấy được tim rồng thì gã chắc chắn sẽ được thập tôn quang minh khen ngợi. Như thế gã có thể bước vào đội ngũ lãnh đạo nòng cốt từ một thành viên ngoại vi của tổ chức. Thậm chí công lao lần này có thể cho gã cơ hội thay thế vị trí của Âm Dương Tôn. Charlie càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vời. Dường như quyền lợi và địa vị đang vẫy tay với gã, chiếc ghế sáng lấp lánh đó đang đợi gã bước đến. Ngày hôm sau, khi Charlie truyền tin tức sẽ quyết đấu với Tiêu Chính Văn vào 3 ngày sau ra ngoài, cả giới võ thuật tỉnh Xuyên đều chấn động. Nhất là nửa câu sau. Nếu Tiêu Chính Văn chạy trốn, các môn phái trong võ tông tỉnh Xuyên đều sẽ bị tiêu diệt. Chiêu này của Charlie quả thật cực kỳ ngang ngược và điên cuồng. Nhưng võ tông lại bất lực với người thừa kế của gia tộc Azer Lanchi này. Nội bộ võ tông cũng gửi thông báo đến các tông môn lớn, tuyệt đối không thể làm tổn hại đến tính mạng của Charlie. Đối phương như một tên côn đồ tay đang mài con dao dài. Mà họ lại được thông báo rằng không thể giết tên côn đồ này, đây chẳng khác gì đang lấy dây trói tay chân họ lại, bảo họ sao không hoảng hốt cho được.
Ngược lại ông Lư vừa bị đuổi ra khỏi Thanh Phong môn khi nghe được tin tức này, hai mắt cụ ta sáng rực lên. Cơ hội báo thù của cụ ta đến rồi. Lúc ông Lư đang suy nghĩ cách đối phó với Tiêu Chính Văn thì một người đàn ông da trắng đến gần ông Lư. Người này chính là tay sai thân cận của Charlie. Chào ông, tôi là Lomer, là người đại diện cho anh Charlie. Tôi nghĩ ông cũng đã nghe tin anh Charlie hẹn đánh với Tiêu Chính Văn. Vì sự an toàn của các môn phái võ tông, tôi hy vọng ông có thể tổ chức một trận đấu công bằng cho hai người họ. Lomer ngoài mặt thì mỉm cười nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lùng. Ông Lư đắc ý gật đầu nói, tôi cũng nghe nói đến tin tức này rồi, Tiêu Chính Văn quá ngông cuồng, không biết sao lại đắc tội với gia tộc Azerlanchi. Có điều, các cậu yên tâm, võ tông Hoa Quốc chúng tôi đều là người hiểu lý lẽ. Chuyện của Tiêu Chính Văn cứ để tôi, có lẽ cậu ta không sống được đến ngày quyết đấu đó đâu. Chương 1431 ông Lư lộ ra vẻ nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải. Ông đừng hiểu lầm ý của anh Charlie, trước trận đấu Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể chết. Dù có chết, hắn cũng phải chết trong tay anh Charlie. Lomer chính trực nói, trận đấu lần này liên quan đến cuộc sống sau này của Charlie. Nếu Tiêu Chính Văn không chết trong tay Charlie thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghe thế ông Lư sửng sốt vài giây, sau đó mới cười nói, ồ, nếu đã thế thì cậu hãy chuyển lời đến cho cậu Charlie. Chắc chắn mọi chuyện sẽ làm theo ý của cậu ấy, Tiêu Chính Văn sẽ chết trong trận đấu với cậu ấy. Nghe ông Lư nói thế, hai người cùng nhìn nhau bật cười. Sau khi tiễn Lomer rời đi, ông Lư chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại mấy vòng trong phòng. Người đầu tiên cụ ta nghĩ đến là Dược Sư Hoàng ở Dược Vương Cốc. Nhưng sau khi suy xét cẩn thận, cụ ta vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Nếu người này có thể xuống núi đối phó với Tiêu Chính Văn, e là Tiêu Chính Văn cũng không sống đến ngày hôm nay. Người này không phải là người mà liên minh võ thuật có thể dễ dàng điều khiển, suy cho cùng cụ ta cũng cùng cấp bậc với Võ Thí Thiên. Suy nghĩ lại xoay chuyển, cụ ta nghĩ đến một cao thủ trong Tỉnh Xuyên. Lâm Thiên Đức của Quỷ Y Môn. Quỷ Y Môn cũng được xem là môn phái trong võ tông, nhưng bị gọi với cái tên thành phần cặn bã của võ đạo. Tuy nhiên Quỷ Y Môn lại là tông môn kỳ quái. Vừa giỏi về cách dùng độc vừa giỏi về y thuật. Hơn nữa còn là tông môn hoạt động dựa vào y thuật nổi tiếng nhất ngoài Dược Vương Cốc. Nghĩ đến đây, ông Lư vội rút điện thoại ra gọi cho Lâm Thiên Đức môn chủ của Quỷ Y Môn. Những người có danh tiếng cực kỳ tệ như Lâm Thiên Đức có thể nhận được điện thoại của ông Lư quả thật là mộ tổ tiên đã xanh cỏ. Đừng thấy liên minh võ thuật là tổ chức dân gian là lầm, địa vị của liên minh võ thuật rất cao. Chương 1432 có thể được ông Lư đánh giá cao, tương lai của Quỷ Y Môn rất đáng mong đợi. Lâm Thiên Đức vui mừng bắt máy nói, ông Lư, sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế? Ông là Lâm Thiên Đức phải không? Ông Lư kiêu ngạo nói. Phải, tôi là Lâm Thiên Đức. Ông Lư có chuyện gì chỉ bảo, cho dù có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng không từ chối. Lâm Thiên Đức mừng rỡ nói. Ừ, riêng tấm thành lòng của ông, sau khi tôi về sẽ nói mấy lời khen ngợi ông với minh chủ. Nói đến đây, ông Lư bỗng thay đổi chủ đề, trầm giọng nói, sáng nay chắc ông cũng nghe tin Charlie hẹn giao đấu với Tiêu Chính Văn rồi nhỉ. Lâm Thiên Đức sửng sốt. Quỷ Y Môn nằm ở sâu trong núi, nhiều tin tức đều bị phong tỏa. Đừng nói là chuyện sáng nay, ngay cả chuyện tháng trước mà có thể lan truyền đến chỗ cụ ta cũng là một kỳ tích. À thì, ông Lư, không giấu gì ông, tôi ở thiết tận trong rừng sâu, nhận được tin tức đâu nhanh đến thế. Nhưng ông cứ nói, ông cần tôi làm gì? Ông Lư cân nhắc một chút rồi nói, ông lập tức dẫn theo mấy người nữa đến Giang Trung, tôi có việc quan trọng muốn giao cho ông làm. Lâm Thiên Đức không ngờ mình đã già mà vẫn có thời cơ tốt đến với mình. Sau khi liên tục nói cảm ơn ông Lư, cụ ta gọi hai đệ tử mà mình tâm đắc nhất vội vã chạy đến Giang Trung. Chỉ tốn không đến nửa ngày Lâm Thiên Đức đã cấp tốc đến nơi ông Lư đã hẹn trước đó. Bước vào một sân nhỏ, Lâm Thiên Đức cúi chào ông Lư đang ngồi thưởng thức trà. Đầu tiên cụ ta nịnh nọt tâng bốc ông Lư một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi, ông Lư, không biết ông gọi tôi đến là có gì muốn giao phó? Chữa trị vết thương, chắc hẳn ông làm được nhỉ? Ông Lư bình thản nói. Hả,
Lâm Thiên Đức hơi nhíu mày nói, ông Lư, thế thì phải xem bị thương thế nào, nếu bị thương quá nặng e là tôi vẫn chưa có khả năng, không để cụ ta nói hết câu. Ông Lư ngắt lời, không phải bảo ông chữa trị vết thương cứu người mà là chữa trị để giết người, nhưng không thể chết ngay lập tức. Chương 1433 nghe thấy thế, Lâm Thiên Đức không khỏi sửng sốt. Chữa trị để chết, chuyện này, không khó, nhưng tôi thật sự không hiểu ý của ông Lư lắm. Đến lúc này Lâm Thiên Đức vẫn mờ mịt không hiểu mục đích ông Lư gọi cụ ta đến Giang Trung là gì. Nếu bàn đến việc cứu người, Lâm Thiên Đức nghĩ mình không chỉ thua kém Dược Sư Hoàng về cấp bậc mà là cách biệt một trời một vực. Nhưng bảo cụ ta giết người, vậy thì có rất nhiều cách. Là thế này, sau đó ông Lư kể lại ân oán của mình với Tiêu Chính Văn, rồi nói ngắn gọn mấy câu giải thích về cuộc hẹn đánh nhau giữa Charlie và Tiêu Chính Văn. Sau khi nghe ông Lư kể xong, Lâm Thiên Đức nhíu mày rơi vào trầm tư một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói, ông Lư, vậy ý của ông là đầu độc. Ông Lư nhíu mày trợn mắt nhìn Lâm Thiên Đức nói bậy. Tôi là trưởng lão liên minh võ thuật, sao có thể làm mấy chuyện bị ổi như thế chứ? Hơn nữa Charlie là người nước ngoài, khiêu chiến với người có công của Hoa Quốc, tôi đâu thể đầu độc người có công với Hoa Quốc. Rõ ràng là ông muốn bôi nhọ nhân phẩm của tôi. Vãi trưởng, Lâm Thiên Đức bị ông Lư mắng đến mức lú lẫn, lần này cụ ta hoàn toàn ngơ ngác, trán toát mồ hôi lạnh, thận trọng nói, ông Lư, vậy. Rốt cuộc ý ông là sao? Ông Lư sa sầm mặt mày liếc nhìn Lâm Thiên Đức nói, trước đó Tiêu Chính Văn không may bị thương trong trận đấu với Lạc Cửu Anh, thế nên cậu ta vẫn phải chữa trị vết thương cho đến trước trận đấu, nhưng một số vết thương không chữa khỏi, ông hiểu chứ? Lâm Thiên Đức chớp mắt, phải mất một lúc lâu cụ ta mới hiểu được ý đồ của ông Lư. Mẹ kiếp, đây chẳng phải vẫn đầu độc Tiêu Chính Văn sao? Mẹ kiếp, đúng là lại xây dựng hình tượng cho mình. Trước khi trận đấu diễn ra, Tiêu Chính Văn không thể chết, ông hiểu ý tôi chứ? Ông Lư lạnh lùng nói. Tôi hiểu, ý của ông Lư là đầu độc thuốc có tính phát tan chậm, ít nhất Tiêu Chính Văn không được xảy ra chuyện trong vòng 3 ngày. Chương 1434 nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn dùng sức hoặc đấu võ với người khác thì thuốc độc sẽ lập tức phát tán ra khắp người. Suy đi nghĩ lại, Lâm Thiên Đức nảy sinh một ý nghĩ. Trong sư môn có một loại thuốc bột là thập hương nhuyễn cốt tán, loại thuốc độc này cực kỳ phù hợp với yêu cầu của ông Lư. Lâm Thiên Đức đảo mắt rồi gọi hai đệ tử đến, dặn dò vài câu sau đó hai tên đệ tử nhận lệnh rời khỏi đó. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đang nghỉ ngơi chữa trị vết thương trong biệt thự nhà họ Tiêu. Anh bị thương không nghiêm trọng lắm, không phải bị người khác đánh mà là vì lúc đó tình hình quá khẩn cấp nên mới quá sức. Lúc đỡ một đòn của Lạc Cửu Anh, Tiêu Chính Văn đã hơi suy yếu. Thế nên khí huyết mới trào lên, anh nôn ra một ngụm máu. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thêm là có thể hồi phục. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là ông Lư lại không sai người đến đánh lén anh. Chuyện này vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu. Suy cho cùng Tiêu Chính Văn đã gặp ông Lư, có thể nói người này cực kỳ nham hiểm độc ác, tâm địa lại rất hẹp hòi. Nếu lúc đó ông Lư sai người đến bị Độ Thiên Chân Nhân giết thì sau này có lẽ ông Lư sẽ hơi kiêng kỵ. Nhưng bây giờ không thể không đề phòng ông Lư. Chủ thượng, Charlie chủ động khiêu khích, cậu lại đang bị thương, chỉ bằng để tôi đến đó nhận lời thách đấu với tên kia. Độ Thiên Chân Nhân nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, không cần, chỉ có tôi mới có thể giết người này, nếu người khác giết hắn e là sẽ chọc phải tai họa lớn. Mấy ngày nay ông phải để ý đến động tĩnh quanh biệt thự, tôi lo tên họ Lư đó sẽ không để yên đâu. Độ Thiên Chân Nhân gật đầu. Trưởng lão liên minh võ thuật có thể huy động một lực lượng vô cùng lớn mạnh, quả thật không thể không tăng cường phòng vệ. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu có hai người đàn ông trung niên một cao một thấp đi đến. Hai người đứng trước cổng biệt thự nhà họ Tiêu nhìn một hồi lâu. Sau đó người đàn ông có vóc dáng cao bước đến trước một bước cao ngạo nói với hai đệ tử Thiên Kiếm Tông, nơi này là nhà của Tiêu Chính Văn à. Chương 1435 vâng, cho hỏi hai vị là ai? Đệ tử Thiên Kiếm Tông bước đến cười nói với người đàn ông cao lớn. Dù sao cũng không biết rõ thân phận và chủ ý của đối phương mà lại tùy tiện ra tay đánh người cũng rất vô lễ. Nhưng người đàn ông có vóc dáng cao đó lại bĩu môi, híp mắt. Lộ ra vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn. Bảo cậu ta ra đây đón.
Chúng tôi là đệ tử của môn chủ Lâm Lâm Thiên Đức. Sư phụ tôi nói trận chiến của Tiêu Chính Văn và Trác Ly liên quan đến thể diện của Võ Tông Hoa Quốc nên ông ấy đặc biệt xuống núi để chữa trị vết thương cho cậu ta. Sư phụ tôi chưa từng chủ động giúp ai, lần này cũng là vì Võ Tông mới phá vỡ nguyên tắc, có thể được sư phụ tôi cứu chữa là phúc đức tám đời của Tiêu Chính Văn đấy. Người đàn ông cao lớn cao ngạo lớn giọng nói. Hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau. Chuyện lớn như thế họ đâu dám tự ý quyết định nên vội vàng chạy vào biệt thự nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, bên ngoài có hai người đàn ông trung niên tự xưng là đệ tử tâm đắc của Lâm Thiên Đức. Còn bảo anh mau chóng ra đón, nói là Lâm Thiên Đức đích thân xuống núi chữa trị vết thương cho anh. Còn nói Lâm Thiên Đức vì thể diện của Võ Tông Hoa Quốc nên mới phá vỡ nguyên tắc. Cái gì, Lâm Thiên Đức, Tiêu Chính Văn chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng Độ Thiên Chân Nhân lại chẳng lạ gì người này. Mấy năm nay thanh danh của Lâm Thiên Đức rất bề bối, nói cụ ta có thể cứu người thì chẳng ai thèm tin. Nói cụ ta đầu độc giết người thì 10 người đã có hết 9 người đều nghi ngờ cụ ta. Loại người này có thể bỗng dưng chạy đến chữa trị vết thương cho Tiêu Chính Văn được sao? Chủ thượng, danh tiếng của người này không tốt, hơn nữa còn là người xấu, tôi nghĩ, Độ Thiên Chân Nhân chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã hiểu tường tận mọi chuyện. Chắc hẳn là sát thủ do ông Lư sai đến. Còn mượn lý do chữa trị vết thương, sau đó đầu độc anh. Chương 1436 bảo chúng cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nãy giờ hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông đã ngứa mắt hai người đàn ông trung niên đó rồi, vừa nghe Tiêu Chính Văn nói thế hai người đáp một tiếng, sau đó chạy như bay ra ngoài. Anh Tiêu nói hai người mau cút đi. Nếu không sẽ đánh gãy chân chó của hai người đấy. Hai người không ngờ Tiêu Chính Văn lại ngang ngược như thế, dám không nể mặt nể mũi gì. Cậu phải nói rõ bọn tôi là đệ tử của Quỷ Y Môn. Người đàn ông dáng vẻ thấp bé bước đến chỉ vào hai đệ tử Thiên Kiếm Tông tức giận quát tháo. Nói các anh đó, cút được bao xa thì cút đi cho ông, nếu không ông đây đánh gãy chân các anh đấy. Một đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông rút kiếm ra. Hai mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí bước về phía hai người kia. Tiêu Chính Văn đúng là không biết tốt xấu, sư phụ bọn tôi nể mặt cậu ta cũng là người trong võ tông nên mới xuống núi giúp đỡ, các cậu muốn làm gì? Hai đệ tử của Lâm Thiên Đức đâu phải là đối thủ của hai người Thiên Kiếm Tông này. Xét về cảnh giới không phải chỉ thua kém một chút. Hơn nữa hai người này đã kìm nén cơn giận của mình nãy giờ. Chả biết hai tên ất ơ này từ đâu đến mà mở miệng ra là cứ bảo anh Tiêu phải đích thân ra tận cửa đón. Các người là cái thá gì? Hai người đang định ra tay thì Tiêu Chính Văn chậm rãi bước đến, đảo mắt nhìn hai người kia sau đó khoát tay với hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Anh Tiêu, hai tên này quá ngông cuồng, mở miệng ra là bảo anh đích thân ra đón, đúng là không biết trời cao đất dày. Một đệ tử của Thiên Kiếm Tông tức giận đến mức mặt mày tím tái, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, về nói lại với sư phụ các anh, tốt nhất bớt đục nước béo cò đi, nếu không ông ta không thể chịu được hậu quả đâu. Tiêu Chính Văn, cậu có ý gì? Sư phụ bọn tôi không quản ngại đường xá xa xôi đến giúp cậu, còn cậu lại không phân biệt tốt xấu. Chương 1437 hai tên đệ tử của Lâm Thiên Đức chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hai người nói. Nếu các anh còn nói thêm nửa chữ nữa thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Anh vừa dứt lời, một đệ tử của Thiên Kiếm Tông vung tay lên đấm vào mặt tên có vóc dáng cao lớn kia một cú khiến hắn văng ra xa hơn 2 mét, sau đó lăn ra xa 3-4 mét. Anh Tiêu đánh các anh cũng sợ bẩn tay, nếu không cút đi thì các anh đừng mơ có thể rời khỏi đây. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông bước đến giơ kiếm lên. Tiêu Chính Văn, cậu đợi đó. Bọn này về nói lại với sư phụ, thấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông đánh mình thật, tên thấp bé đó cũng hoảng hốt vội vã bỏ dậy, hai người mau chóng bỏ chạy. Chương 1438 Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn bọn họ, điềm nhiên nói với hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nếu còn gặp loại người này thì cứ thẳng tay đánh đuổi, không cần phải báo cáo với tôi. Dứt lời, anh quay người trở lại biệt thự. Mà bên này... Hai đệ tử của Lâm Thiên Đức lấm lem bụi đất chạy trở về khóc lóc kể lại một lượt với Lâm Thiên Đức. Ông Lư nheo mắt liếc nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói, đồ vô dụng,
sao Tiêu Chính Văn chịu nghe lời trước thái độ này của mấy người được chứ? Thấy ông Lư nổi giận, Lâm Thiên Đức vội vàng tiến lên trước, mong ông Lư nguôi giận, giờ tôi sẽ đích thân đi một chuyến, nhất định sẽ bắt Tiêu Chính Văn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, cụ ta trừng mắt nhìn hai đệ tử, bực dọc nói, còn không mau đi theo tôi. Hai người chỉ đành cúi đầu đi theo phía sau Lâm Thiên Đức, lần thứ hai đến trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông đứng gác trước cửa thấy hai người một cao một thấp cùng quay trở lại thì trợn mắt, tay cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, xem ra ban nãy dạy dỗ mấy người vẫn còn chưa đủ. Đừng, hai cậu xin hãy bớt giận, tôi là Lâm Thiên Đức, đặc biệt đến đây chào hỏi cậu Tiêu. Lâm Thiên Đức làm ra vẻ thấp hèn đến cầu cạnh, tiến lên trước cười nói với hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Ở đời có câu đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Một mặt địa vị của Lâm Thiên Đức bày ra trước mắt, có nói thế nào thì cụ ta cũng là môn chủ của Quỷ Y Môn. Người có thanh danh như cây cao có bóng, đệ tử của Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không vô lễ với cụ ta. Hơn nữa, so với hai đệ tử của cụ ta, Lâm Thiên Đức cũng tỏ ra biết điều hơn nhiều, thái độ ban đầu vô cùng thành khẩn. Hai người còn không mau cút lại đây. Lâm Thiên Đức phẫn nộ gào lên với hai đệ tử sau lưng, hai người cúi đầu, chán nản tiến lên phía trước. Xin lỗi hai người anh em này đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc Lâm Thiên Đức đang có dụng ý gì. Chương 1439 thế nhưng lúc bọn họ còn đang chần chừ thì cả hai đều bị Lâm Thiên Đức giáng cho một bạt tai đau điếng. Mấy người bị điếc hả? Lâm Thiên Đức lại phẫn nộ gầm lên. Thấy Lâm Thiên Đức thật sự nổi nóng, hai người của Quỷ Y Môn vội vàng khom lưng nói với hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông, xin lỗi. Ban nãy là hai người chúng tôi chó cậy thế chủ, nói năng không suy nghĩ, xin hai vị bỏ qua cho chúng tôi. Màn biểu diễn của Lâm Thiên Đức khiến hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông đều ngơ ngác. Chuyện này, môn chủ Lâm, ông khách khí rồi, không biết lần này ông đến đây, hai người thấy Lâm Thiên Đức ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì cũng không tiện nói năng lỗ mãng, chỉ đành tiến lên trước dò hỏi. Ồ, Lâm Thiên Đức tôi tự biết mình tiếng tăm không tốt, cũng chẳng có cống hiến gì cho võ tông. Ngược lại còn vấy bẩn thanh danh võ tông, vừa hay đi ngang qua địa giới Giang Trung, nghe nói Trác Ly vừa mới thách đấu với cậu Tiêu mà trên người cậu Tiêu lại bị thương. Do đó tôi muốn đến hỏi thăm cậu Tiêu, hy vọng có thể giúp đỡ cậu Tiêu một tay, cũng coi như tôi làm được một việc tốt cho võ tông trong chuyến đi lần này. Thái độ của Lâm Thiên Đức vô cùng khiêm nhường, biểu cảm vô cùng thành khẩn, những lời này khiến cho hai đệ tử võ tông kia cảm động hết mực. Môn chủ Lâm, vậy ông cứ đợi ở đây một lát, chúng tôi vào bẩm báo với anh Tiêu một tiếng. Nói xong, một đệ tử trong số đó lập tức bước vào trong sân. Anh ta đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, rồi thuật lại một lần những lời vừa nãy của Lâm Thiên Đức. Độ Thiên Chân Nhân cười khẩy, nói, loại tài năng thấp kém đó mà cũng dám khoe mẽ trước mặt cậu Tiêu ư. Để tôi, từ đã. Chưa đợi Độ Thiên Chân Nhân nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời. Nếu Lâm Thiên Đức hống hách tỏ vẻ thì đuổi ông ta đi cũng không có gì thất lễ, thế nhưng ông ta lại khiêm nhường ngoan ngoãn như vậy, nếu chúng ta đuổi đi thì nhất định sẽ bị người đời bàn tán. Cậu Tiêu, nhưng tên này tuyệt đối không có ý tốt. Chương 1440 Độ Thiên Chân Nhân lại nhắc nhở lần nữa. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, giặc đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Cho ông ta vào đi. Đệ tử của Thiên Kiếm Tông nghe vậy liền quay người đi tới cửa chính. Dẫn Lâm Thiên Đức và hai tên đệ tử cùng vào trong đại sảnh. Vừa bước vào cửa, Lâm Thiên Đức chẳng nói năng gì, trước tiên là giáng cho hai tên đệ tử của mình một cái tát, sau đó chỉ xuống chân của Tiêu Chính Văn rồi nói, còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói, bỏ đi, tôi không phải loại người nhỏ nhen hay để bụng, cho bọn họ ra ngoài đi. Còn không mau cảm ơn ân đức của cậu Tiêu. Lâm Thiên Đức trừng mắt nhìn hai đệ tử, bực dọc nói. Cảm ơn cậu Tiêu đại nhân đại lượng. Hai tên đệ tử chắp tay dập đầu, sau đó lùi ra sau với vẻ vô cùng biết ơn. Sau khi hai tên đó rời đi, Lâm Thiên Đức mới khom lưng nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, đều trách tôi ngày thường quản thúc không nghiêm, vậy nên đám đệ tử mới mạo phạm tới cậu Tiêu như thế. Không sao, chuyến đi này của môn chủ Lâm là vì chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn xua tay, khẽ cười nói. Lâm Thiên Đức liếc mắt nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Hơi ngập ngừng rồi nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, phải nói rằng những năm gần đây, đặc biệt trong lớp thế hệ người trẻ tuổi,
tôi khâm phục nhất là cậu Tiêu. Chưa nói đến chuyện cậu đích thân lãnh đạo quân phá Long đánh bại liên quân năm nước, chỉ riêng chuyện cậu vững vàng bảo vệ được biên cương Hoa Quốc thì đã là đại anh hùng mà cả Hoa Quốc không một ai không biết tới, không một ai không nể phục. Tiêu Chính Văn nhìn Lâm Thiên Đức không chút biểu cảm. Lão già này đúng là không mở mồm thì thôi, chỉ cần mở mồm thì đều là mấy lời hoa mỹ. Càng là loại người này thì càng phải đề phòng hơn. Mấy ngày này vừa hay tôi có việc đi qua Giang Trung, nghe nói một người tên là Charlie muốn hẹn cậu Tiêu, không may là hình như mấy ngày trước cậu Tiêu vừa bị thương ở Thanh Phong Môn. Theo những gì tôi biết, tên Charlie này có xuất thân không thấp, còn là người của gia tộc Azer Lan Chi, vì lo lắng cho thương tích của cậu Tiêu nên tôi đã đặc biệt tới để trị thương cho cậu. Mặc dù y thuật của tôi cũng bình thường, nhưng vẫn có danh xưng là quỷ y, nếu như có thể giúp đỡ được cho cậu Tiêu thì quả là vinh hạnh cho tôi. Chương 1441 Lâm Thiên Đức tỏ ra vô cùng thành khẩn, cứ như ông ta thật sự đến đây với một trái tim nhiệt tình đầy thành ý. Lâm Thiên Đức, ông vẫn luôn là loại người không có lợi thì không xun xoe, e rằng trị bệnh cho cậu Tiêu không phải mục đích của ông đâu nhỉ. Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Thiên Đức, khắp người tỏa ra sát khí bừng bừng. Trước giờ Độ Thiên Chân Nhân chẳng thèm giữ thái độ tốt khi nói chuyện với loại người này. Đối với loại người như Lâm Thiên Đức, Độ Thiên Chân Nhân chỉ hận không thể giết luôn cho xong. Chính vì trong Võ Tông có loại người thối nát này nên mới hủy hoại hết danh tiếng của Võ Tông. Ô, Lâm Thiên Đức hơi ngơ ngác, sau đó thấy sát khí xung quanh người Độ Thiên Chân Nhân thì trong lòng cũng khẽ run lên. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiên Đức đã lập tức có toan tính trong lòng. Thật ra, tôi cũng tự biết mình chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì. Quỷ y môn của tôi vẫn ở nơi góc xó biết bao năm nay, người của tông môn trở nên suy bại đều là do một mình Lâm Thiên Đức tôi gây ra. Thêm trăm năm nữa thì biết đi gặp tổ sư các đời như thế nào đây? Vậy nên rồi muốn mượn danh tiếng của cậu Tiêu để xóa bỏ nghiệp chướng của mình, nếu như có thể giúp đỡ cậu Tiêu một tay thì cũng coi như đóng góp được chút ít cho Võ Tông Hoa Quốc. Lâm Thiên Đức vừa nói vừa lau nước mắt, trên mặt hoàn toàn là vẻ hối hận. Bộ dạng muốn sửa chữa mọi sai lầm trước kia ngay từ giờ phút này. Hừ, ngay cả một dấu chấm câu trong lời nói của cụ ta, Độ Thiên Chân Nhân cũng không tin. Ồ, vậy thì theo những gì ông vừa nói, ông thật sự muốn giúp đỡ tôi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lâm Thiên Đức rồi nói. Thấy Tiêu Chính Văn lên tiếng, mắt Lâm Thiên Đức lập tức sáng bừng lên, vội vàng tiến lên trước nói, không sai, xin cậu Tiêu cho tôi một cơ hội để được hối lỗi sửa sai. Dứt lời, Lâm Thiên Đức lại khom lưng thêm ba lần nữa trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, môn chủ Lâm khách khí như vậy, nếu như tôi còn không tiếp nhận ý tốt của môn chủ Lâm thì đúng là không phải phép. Môn chủ Lâm, mời. Dứt lời Tiêu Chính Văn chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Chủ thượng, không thể tin tưởng loại người này đâu. Độ Thiên Chân Nhân thấy Tiêu Chính Văn thật sự để cho Lâm Thiên Đức giúp trị thương cũng cuống cuồng cả lên. Chương 1442 Tiêu Chính Văn hờ hững xua tay nói, ôi, nếu như người ta đã có ý tốt thì chúng ta cũng không thể từ chối được. Ông nói xem có đúng không? Môn chủ Lâm, Lâm Thiên Đức gật đầu lia lịa, nói cậu Tiêu, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực trị bệnh cho cậu. Dứt lời, Lâm Thiên Đức còn ngồi xuống đối diện Tiêu Chính Văn, giơ tay ấn lên mạch tay của Tiêu Chính Văn. Khoảng 5 phút trôi qua. Lâm Thiên Đức mới đứng dậy nói, cậu Tiêu, theo tôi thấy, tình hình của cậu không mấy khả quan đâu, vết thương bề ngoài trông có vẻ nhẹ, thế nhưng thực tế đã tổn thương đến tạng phủ, nếu không nhanh chóng trị bệnh thì e là sẽ. Tiêu Chính Văn nghe tới đây, kinh ngạc nói, ồ, vết thương của tôi rất nặng sao, nặng đến mức nào vậy, nếu như kéo dài thì sẽ có hậu quả gì, nếu tiếp tục kéo dài có thể khiến cho ngũ tạng bị tổn thương, gây nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Thiên Đức dè dặt nói. Những lời này của cụ ta hoàn toàn đều là nói bừa, cụ ta cũng đang đánh cược rằng Tiêu Chính Văn không hiểu y thuật. Thật ra cụ ta đâu hề biết, đừng nói là cụ ta, ngay cả Dược Sư Hoàng cũng thua kém Tiêu Chính Văn một bậc. Bên trong Thiên Sơn Thư Lục thứ gì cũng có, y thuật chỉ là một môn trong đó mà thôi. Mà bản thân Tiêu Chính Văn vốn cũng rất có hứng thú với y thuật, còn là thần y trong quân đội của Hoa Quốc. Vậy nên nếu phải nói môn học nào trong Thiên Sơn Thư Lục mà anh học tốt nhất thì đó chính là y thuật. Ôi trời, nguy hiểm như vậy sao? May là môn chủ Lâm đến kịp thời, nếu không thì tôi vẫn còn ngu ngơ không biết,
sáng nay còn nói nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi, suýt nữa đã mắc sai lầm lớn. Nghe Tiêu Chính Văn nói ra những lời này, Độ Thiên Chân Nhân thật sự cuống cuồng, vội vàng tiến lên trước xua tay nói, cậu Tiêu, tuyệt đối không thể tin lời nói của ông ta, tuy tôi không có tài năng gì nhưng cũng thông hiểu chút kiến thức y thuật, có thể để tôi bắt mạch cho cậu Tiêu hay không? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, ông à, dù gì chúng ta cũng không đi sâu nghiên cứu về y thuật, khó tránh khỏi việc kiến thức có chút sai lệch, vậy nên tôi không phiền đến ông nữa. Dứt lời, anh lại quay đầu nói với Lâm Thiên Đức, môn chủ Lâm, không biết vết thương của tôi còn có cách gì chữa khỏi hay không? Thấy Tiêu Chính Văn tin tưởng mình như vậy, và lại biểu cảm còn có mấy phần lo lắng, Lâm Thiên Đức thầm đắc ý trong lòng. Thế nhưng bên ngoài cụ ta vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, do dự một hồi mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, thật ra năng lực của tôi đã không còn kịp để chữa trị cho tình hình lúc này của cậu nữa rồi, chỉ bằng cậu đi mời dược sư hoàng của Dược Vương Cốc coi sao. Lâm Thiên Đức đang có ý đùn đẩy trách nhiệm. Thật ra ai mà không biết giữa Tiêu Chính Văn và Dược Vương Cốc có mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc. Chương 1443 mặc dù vẫn chưa đến mức thù hằn như giết bố hay cướp vợ, nhưng cũng chẳng khác vậy là bao. Đừng nói là Tiêu Chính Văn bị thương, dù cho Tiêu Chính Văn có mất mạng ngay ở chỗ thì Dược Sư Hoàng cũng sẽ chỉ dương mắt đứng nhìn. Chuyện này, e rằng không dễ đâu, mâu thuẫn giữa tôi và Dược Sư Hoàng quá sâu sắc, hoàn toàn không có cách nào mời được cụ ta ra tay cứu giúp. Tiêu Chính Văn làm ra vẻ vô cùng khó xử, nhíu mày lên tiếng. Ôi chao, chuyện này, Lâm Thiên Đức do dự mất một lúc mới nghiến răng, làm ra vẻ đau đớn nói, thật ra vẫn còn có một cách, chính là bách sinh đan của quỷ y môn, nhưng tôi lại không biết điều chế loại thuốc này. Có thuốc dùng là được. Môn chủ Lâm, ông yên tâm, chỉ cần có tác dụng thì dù có bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng bỏ ra. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Nếu là về tiền, Lâm Thiên Đức khẽ lắc đầu nói, tôi không phải người thiếu tiền, chỉ hy vọng sau này khi quỷ y môn của tôi rơi vào tình cảnh khó khăn thì cậu Tiêu có thể ra tay tương trợ, như vậy là tôi cảm kích lắm rồi. Những lời này của cụ ta nói ra quá thỏa đáng, cứ như chỉ đề cao tình người với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa đây cũng là kỹ năng thương lượng được sử dụng nhiều nhất trong võ tông. Dù gì thực lực của Tiêu Chính Văn cũng phơi bày ra đó, thể hiện nhân tính với anh hoàn toàn là vì lợi ích của tông môn. Tiêu Chính Văn nói thẳng, xin môn chủ Lâm cứ yên tâm, chỉ cần chữa trị khỏi cho tôi, sau này có Tiêu Chính Văn tôi ở đây, quỷ y môn sẽ có thể vô tư vô lo rồi. Hừ, khẩu khí của thằng danh này cũng lớn thật đấy. Lâm Thiên Đức liếc trộm Tiêu Chính Văn, thầm cười khẩy trong lòng, mấy ngày nữa là ông đây tiễn cậu về trời luôn rồi. Cậu Tiêu, cậu xem, đây chính là bách sinh đan của quỷ y môn. Nói xong, Lâm Thiên Đức lấy ra 3 viên thuốc màu đỏ sẫm từ trong người và đưa cho Tiêu Chính Văn. Cụ ta còn không quên bổ sung thêm một câu, loại thuốc này hiện chỉ có 5 viên, 3 viên này có thể chữa khỏi vết thương của cậu Tiêu. Cụ ta cung kính đưa 3 viên thuốc màu đỏ sẫm đang nằm trong lòng bàn tay mình cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn tiện tay cầm lấy 1 viên đưa lên mũi người thử. Chương 1444 một mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi anh. Bất cứ loại thuốc cứu người nào cũng có mùi thơm của hoa cỏ. Chỉ có thuốc độc mới có mùi tanh hôi như thế. Loại kiến thức căn bản mà bất cứ thầy thuốc mới vào nghề nào cũng đều hiểu rõ, thể hiện nó trước mặt Tiêu Chính Văn thì càng giống một tên hề đang làm trò. Ôi chao, loại thuốc này thoạt nhìn đúng là không tồi, không biết sao lại gọi nó là bách sinh đan. Tiêu Chính Văn cầm lấy viên thuốc, giả vờ đưa vào trong miệng rồi lại lấy ra. Lâm Thiên Đức không khỏi sững sờ. Đây là một loại độc dược mãn tính, bách sinh đan gì chứ? Tông sư bao đời của quỷ y môn đều là cao thủ nghiên cứu độc dược, còn về chuyện cứu người, bọn họ hoàn toàn không có hứng thú. Vậy nên Lâm Thiên Đức mới đần mặt ra trước câu hỏi này của Tiêu Chính Văn. À, bởi vì sau khi uống nó có thể loại bỏ mầm bệnh, sản sinh cái mới, nuôi dưỡng ngũ tạng, kéo dài tuổi thọ, vậy nên mới gọi là bách sinh đan. Lâm Thiên Đức nghĩ ngợi mất một lúc mới trả lời lắp bắp. Môn chủ Lâm, loại thuốc tốt như vậy, chỉ bằng ông cũng thử 1 viên đi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâm Thiên Đức. Không, 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 Lâm Thiên Đức vội vàng xua tay nói, loại thuốc này quá quý giá, tôi mà uống thì không phải là phung phí của trời hay sao? Và lại cho người hữu dụng dùng nó thì nó mới có thể phát huy tác dụng, Lâm Thiên Đức vẫn chưa nói xong.
Tiêu Chính Văn đã túm lấy cổ áo của cụ ta, lạnh lùng nói, Lâm Thiên Đức, ông thật sự nghĩ Tiêu Chính Văn tôi không hiểu y thuật sao? Mùi vị của loại thuốc này hôi tanh như thế, không biết là dùng bao nhiêu chất độc mới làm ra được đây. Không không không, cậu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi, quỷ y môn của tôi giỏi nhất là lấy độc trị độc, dùng độc trị bệnh, vậy nên đương nhiên mùi vị các phương thuốc cũng không giống với những mùi vị thông thường, cậu Tiêu, cậu tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Lúc này Lâm Thiên Đức cũng hơi hoang mang. Đặc biệt là lúc cụ ta nghe thấy Tiêu Chính Văn cũng biết về y thuật, trong lòng thầm phát run. Chỉ trách cụ ta hiểu biết quá ít về Tiêu Chính Văn trước khi tới đây, nên mới lơ là trúng kế của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng lúc này, ngoài việc kiên quyết khẳng định đây chính là loại thuốc cứu người ra thì đã không còn cách nào khác. Ừ, nếu đã như vậy thì mời môn chủ Lâm thử nếm trước, một người thánh thiện như môn chủ Lâm không phải cũng cần sống lâu trăm tuổi sao? Chương 1445 Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nhét viên thuốc vào trong miệng Lâm Thiên Đức. Không, cậu Tiêu, xin cậu, không đợi Lâm Thiên Đức nói xong, Tiêu Chính Văn đột nhiên đanh mặt, trong ánh mắt lóe lên sát khí, nói, môn chủ Lâm, ông đang thử thách kiên nhẫn của tôi đấy à? Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn, hoặc là uống nó, hoặc là chết ở đây. Nghe thấy lời này, Lâm Thiên Đức lập tức như rơi vào hố băng. Mặc dù loại thuốc này là độc dược mãn tính, thế nhưng sau khi uống thì độc tính sẽ men theo máu tràn ra khắp cơ thể. Dù chỉ uống một viên cũng không sống qua nổi một tháng. Cậu Tiêu, tôi thật sự không thể uống, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu, cậu Tiêu, xin cậu bỏ qua cho tôi, tất cả những chuyện này đều là ý của ông Lư. Nói xong, Lâm Thiên Đức quỳ gối luôn. Mặc dù Lâm Thiên Đức cũng có thân phận là môn chủ, thế nhưng thực lực vẫn còn kém xa so với mấy người Tiêu Chính Văn và Lạc Cửu Anh. Tới giờ cụ ta mới chỉ có thực lực Thiên Vương một sao mà thôi. Thiên Vương một sao mà bị Tiêu Chính Văn tát một bạt tai thì chẳng phải sẽ toi mạng luôn hay sao? Bốp, Tiêu Chính Văn vung tay giáng một bạt tai vào mặt Lâm Thiên Đức, khiến cụ ta ngã nhào xuống đất, lăn ra tận ngoài sân, ngay cả xương gò má cũng lún vào trong. Lâm Thiên Đức đau đớn, kêu gào thảm thiết như bố mẹ vừa qua đời. Lăn vào đây, Tiêu Chính Văn lạnh lùng gầm lên, đâu còn dáng vẻ hòa nhã như ban nãy nữa. Mãi tới lúc này, Độ Thiên Chân Nhân mới hiểu ra rốt cuộc là có chuyện gì. Thấy Tiêu Chính Văn cầm ba viên thuốc trong tay, con ngươi liền chuyển động, cụ ta đã hiểu dụng ý của Tiêu Chính Văn. Lâm Thiên Đức ôm lấy bên má bị đánh trúng, vừa lăn vừa bò vào trong đại sảnh, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn ngập tràn vẻ sợ sệt. Nói, đây rốt cuộc là loại thuốc gì? Trên người ông có thuốc giải không? Tiêu Chính Văn trầm giọng chất vấn. Chương 1446 loại thuốc này tên là Bách Nhật Đoạn Tràng Đan, sau khi uống sẽ không sống được quá trăm ngày. Bất luận cảnh giới thực lực có cao tới đâu thì đều sẽ chết vì thủng ruột nát bao tử. Nói tới đây, Lâm Thiên Đức sụt rè nhướng mày liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Khi cụ ta nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát khí của Tiêu Chính Văn thì sợ tới mức sụt cổ, lại quỳ xuống đất. Lấy ra một cái lọ nhỏ màu xanh từ trên người đưa cho Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, đây chính là thuốc giải. Tiêu Chính Văn cầm lấy cái lọ nhỏ màu xanh, mở ra ngửi thử. Bên trong ngập tràn hương thơm, có lẽ là không sai. Sau đó anh nói với Lâm Thiên Đức, trên người ông còn loại thuốc này không? Lâm Thiên Đức ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Chính Văn chỉ vào Bách Nhật Đoạn Tràng Đan nên vội vàng lấy ra 5 viên. Dùng hai tay đưa cho Tiêu Chính Văn rồi nói, cậu Tiêu, tổng cộng chỉ có 9 viên, do sư phụ tôi truyền lại trước khi qua đời. Nói thật tôi cũng không biết cách điều chế loại thuốc này. Sau khi nhận lấy viên thuốc mà Lâm Thiên Đức đưa, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, được. Lâm Thiên Đức, nếu còn để tôi biết ông dùng thứ này đi hại người thì tôi sẽ tiêu diệt hết cả quỷ y môn của ông. Ôi chao, cậu Tiêu, tôi không dám nữa đâu. Lần này nếu không phải bị ông Lư ép buộc thì tôi đâu dám chạy tới đây hãm hại cậu. Ai mà không biết cậu từng là vua Bắc Lương, hại cậu thì thiên tử cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Cầu xin cậu Tiêu, xin cậu mở lòng từ bi tha cho tôi lần này. Lâm Thiên Đức quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc vô cùng thương tâm. Cứ như thể cụ ta thật sự hạ quyết tâm sửa chữa sai lầm. Thế nhưng Độ Thiên Chân Nhân đứng bên cạnh lại cười khẩy. Rút thanh bảo kiếm ra nói, cậu Tiêu, loại người này mà thả ra khỏi cửa thì sẽ chẳng còn nhớ tới mấy lời thề thốt của mình đâu. Theo tôi thấy, chỉ bằng giết Quách đi,
coi như loại trừ tai họa cho thiên hạ. Ánh sáng sắc lạnh trên thanh bảo kiếm sáng chói tới mức Lâm Thiên Đức không dám mở to mắt, chỉ cuộn người dưới đất khổ sở van xin. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lâm Thiên Đức, điềm nhiên nói, với những hành động ngày hôm nay của ông, vốn dĩ ông chỉ còn đường chết. Thế nhưng vẫn phải để ông trở về chuyển lời. Nói với ông Lư, Tiêu Chính Văn tôi không quan tâm ông ta có phải trưởng lão của Liên minh võ thuật hay không, đây đã là lần thứ hai, việc gì cũng quá tam ba bận, bảo ông ta tự xem đó mà làm. Nếu không đừng trách tôi lật mặt vô tình. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cậu. Lâm Thiên Đức dập đầu nói với Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng biết ơn. Hai đệ tử của cụ ta đã bị dọa sợ run cầm cập từ lâu, ngồi sụi lơ dưới đất, không dám cử động. Cút. Chương 1447 Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra một từ cút, Lâm Thiên Đức vội vàng bò lên từ trên mặt đất, thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại, chạy một mạch mất tăm. Hai đệ tử của cụ ta sợ đến mức chân mềm nhũn, hoàn toàn không đứng dậy nổi, chỉ có thể bò ra khỏi biệt thự nhà họ Tiêu. Sau khi bước khỏi cửa rồi lại chạy thêm một đoạn xa nữa, Lâm Thiên Đức mới căm hận quay đầu lại, nghiến răng nhìn về phía biệt thự nhà họ Tiêu và nói, tên họ Tiêu kia. Tôi còn có ba chi kỷ nữa, cậu thật sự cho rằng mình từng là vua Bắc Lương thì ghê gớm lắm sao? Dám khiến tôi bị bẽ mặt, cứ chờ đó cho tôi. Lâm Thiên Đức phẫn nộ gầm lên, sau đó chạy nhanh về phía khu nhà ông Lư. Ông Lư đang đợi tin tốt của Lâm Thiên Đức, thấy Lâm Thiên Đức trở về với gương mặt be bét máu cũng đoán sự việc đã bị bại lộ. Ông Lư, tôi không hoàn thành được mệnh lệnh, nhưng ông yên tâm, tôi có cách khác để trừng trị tên Tiêu Chính Văn này. Ông Lư liếc mắt nhìn Lâm Thiên Đức, cau mày nói, cách gì? Ông có biết nhà họ Trương ở Thiên Sơn đang bảo vệ phần mộ tổ long không? Lâm Thiên Đức nói với giọng điệu nham hiểm. Người trông coi và bảo vệ phần mộ tổ long, mặc dù trong võ tông, nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng chẳng phải cao thủ gì. Thậm chí mấy trăm năm nay, ngay cả cao thủ trên ngưỡng Thiên Vương ba sao cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng bất luận có đi tới đâu, không chỉ là võ tông, thậm chí ngay cả giới chính trị cũng phải nể mặt người nhà họ Trương mấy phần. Bảo vệ phần mộ tổ long tương đương với việc vẫn luôn bảo vệ cho khí vận của Hoa Quốc. Vậy nên Hoa Quốc mới có thể hưng thịnh cả 5.000 năm mà vẫn chưa suy yếu. Có lẽ cả Hoa Quốc chẳng ai có được công trạng như nhà họ Trương. Ý ông là ông có qua lại với người nhà họ Trương sao? Ông Lư hơi kinh ngạc. Cụ ta là trưởng lão của Liên minh võ thuật, ngay cả mặt của người nhà họ Trương cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là một đứa cháu của nhà họ Trương thôi. Năm nay chừng 23-24 tuổi. Người này là một tên háo sắc nên thường đến tìm tôi điều chế loại thuốc kia, bởi thế mà chúng tôi có qua lại với nhau. Chương 1448 chi bằng chúng ta lợi dụng người này khiến cho Tiêu Chính Văn thân bại danh liệt, dù cậu ta không chết trong tay Trác Ly thì cũng chết vì quốc pháp. Lâm Thiên Đức nham hiểm nói. Chết vì quốc pháp, Hoa Quốc hình như không có điều luật nào có thể định tội Tiêu Chính Văn. Một vua Bắc Lương xông pha chinh chiến, trăm trận trăm thắng vì đất nước. Ai dám hãm hại chứ? Trước kia ông lạc hống hách đến mức nào? Cuối cùng không phải đã chết dưới tay của thiên tử sao? Chuyện này e là không thỏa đáng. Hãm hại Tiêu Chính Văn, ông Lư, nếu như loan tin ra ngoài Tiêu Chính Văn lừa đảo vơ vét tài sản, bắt cóc giết người, không chuyện ác nào là không làm thì ai trong Hoa Quốc này dám bao che cho cậu ta đây? Lâm Thiên Đức cười gằn nói. Chuyện này, đi đâu để tìm một người giống y hệt như Tiêu Chính Văn đây? Dù gì trong thiên hạ có ai là không biết tới Tiêu Chính Văn cơ chứ? Ông Lư vẫn không yên tâm, có thái độ hoài nghi với kế sách của Lâm Thiên Đức. Ông Lư, quỷ y môn của tôi không chỉ biết dùng độc mà còn biết cải trang nữa. Bảo người nhà họ Trương giả mạo Tiêu Chính Văn, đi làm chuyện xấu một cách trắng trợn trong tỉnh Xuyên, dù có bắt được người thì ai dám làm gì người nhà họ Trương cơ chứ? Ồ, ông Lư nghe đến đây, đầu óc cũng trở nên linh hoạt. Không sai, loại người như ông Lạc đương nhiên sẽ bị giết vì chỗ dựa phía sau quá yếu ớt. Thế nhưng người nhà họ Trương lại là người canh giữ phần mộ của Tổ Long. Dù có là thiên tử thì cũng không dám phán bọn họ tội chết. Bao nhiêu năm hay, không phải thiên tử vẫn ưu ái người nhà họ Trương đó sao? Ừ, nghĩ tới đây, ông Lư gật đầu lia lịa, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, vỗ lên vai Lâm Thiên Đức rồi nói, ai cũng nói trời sinh tôi tài giỏi. Giờ xem ra môn chủ Lâm cũng không tồi.
Cứ theo ý của ông, bảo cậu ta tới gặp tôi. Lâm Thiên Đức đáp lời, vội vàng rút điện thoại ra, mãi một lúc lâu mới tìm ra được một số điện thoại lạ, rồi gọi đi. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh vô cùng hỗn tạp, bên trong vừa có tiếng nhạc vừa có tiếng cười đùa của mấy cô gái trẻ. Lại thêm mấy giây nữa mới truyền đến âm thanh thở dốc của một thanh niên, môn chủ Lâm, có phải lại có loại thuốc đặc hiệu gì rồi không? Viên thuốc đỏ này dùng lâu quá, cũng hơi mất tác dụng rồi. Chương 1449 Lâm Thiên Đức cười nói, ha ha, cậu Trương đừng lo lắng, lần này tôi tìm cậu là có chuyện lớn. Chuyện lớn, Trương Nguyệt Đông nhíu mày, hắn rất rõ con người Lâm Thiên Đức, cụ ta tìm hắn thì có thể có chuyện lớn gì được chứ? Môn chủ của một tông môn nhỏ nói đến tiền thì không có, thể diện thì lại càng không. Ai có thể diện hơn nhà họ Trương? Ồ, vậy tôi muốn nghe thử xem môn chủ Lâm tìm tôi có chuyện lớn thế nào, nhưng nói trước nếu làm tôi không hài lòng thì tiền thuốc lần tới. Hê hê, Trương Nguyệt Đông nở nụ cười đầy ẩn ý. Đương nhiên rồi, Lâm Thiên Đức vỗ ngực bôm bốp đảm bảo. Cậu Trương, cậu từng nghe đến Tiêu Chính Văn chưa? Tiêu Chính Văn, nghe đến cái tên này. Trương Nguyệt Đông khinh thường cười nhạo nói, chẳng phải là vua Bắc Lương gì đó sao? Bây giờ chắc chỉ là một dân thường nhỉ? Hắn thì sao? Nghe Trương Nguyệt Đông nói thế, Lâm Thiên Đức cười đáp, bây giờ Tiêu Chính Văn là người cực kỳ lợi hại ở tỉnh Xuyên, không ít ông lớn trong giới kinh doanh đều dựa dẫm vào hắn. Trương Nguyệt Đông không cho là đúng, đáp lời, tỉnh Xuyên ư. Hừ, vậy thì có liên quan gì đến tôi? Cậu Trương, cậu nghe tôi nói. Trước đó chẳng phải cậu nói tình hình kinh tế của cậu hơi căng sao? Cậu quên tôi biết làm gì rồi à? Lâm Thiên Đức nịnh bợ nhắc nhở. Nghe thế Trương Nguyệt Đông đảo mắt. Đúng thế, Lâm Thiên Đức này rất giỏi cải trang, nếu khuôn mặt của mình, nghĩ đến đây Trương Nguyệt Đông lập tức hào hứng nói. Lâm Thiên Đức, ý của ông là tôi cải trang thành Tiêu Chính Văn rồi chạy đến đòi tiền đám doanh nhân kia à? Không chỉ thế, bảo chúng lấy toàn bộ tài sản ra, ai dám nói chứ không chứ? Sau đó tôi sẽ cải trang thành Độ Thiên Chân Nhân, đến lúc đó chỉ cần cậu nói một câu tôi sẽ khiến mấy kẻ gian thương đó nếm mùi đau khổ. Trương Nguyệt Đông không ngốc, mặc dù là con nhà giàu nhưng hắn cũng biết rằng con người thấy không có lợi là sẽ không đâm đầu vào, càng sẽ không có người giúp bản thân một cách vô ích. Nghĩ đến đây, Trương Nguyệt Đông trầm giọng nói, ông không gài bẫy tôi đấy chứ. Ông giúp tôi có tiền, bản thân ông có thể được gì? Chắc chắn ông không thể làm những việc không có lợi cho bản thân. Nghe thế, Lâm Thiên Đức không có ý giấu giếm Trương Nguyệt Đông, cụ ta kể lại chuyện mình bị Tiêu Chính Văn đánh méo mặt. Nghe Lâm Thiên Đức vừa khóc vừa kể, Trương Nguyệt Đông cũng hiểu rõ chuyện này. Nói nãy giờ hóa ra Lâm Thiên Đức muốn mượn cơ hội này để trả thù Tiêu Chính Văn, khiến anh thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây Trương Nguyệt Đông mới miễn cưỡng gật đầu nói, vậy được thôi. Nể tình ông đáng thương nên tôi mới giúp ông một lần, nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước, tôi làm thế chỉ vì muốn giúp ông báo thù thôi. Chương 1450 Trương Nguyệt Đông cũng lo mình gây ra chuyện lớn thì không gánh nổi trách nhiệm. Dù sao bây giờ cũng không phải là Hoa Quốc trước kia. Thiên tử mới khác với thiên tử cũ, vừa mới nhậm chức chưa được mấy ngày đã loại bỏ ông Lạc bằng thủ đoạn nham hiểm, còn giam lỏng cả Tần Vương. Hơn nữa bàn tay vô hình đã bắt đầu vươn đến võ tông. Trương Nguyệt Đông cũng hơi kiêng dè khi đối mặt với thiên tử như vậy. Cậu yên tâm, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì cứ đổ trách nhiệm cho tôi. Lâm Thiên Đức thề thốt đảm bảo. Nhưng nếu xảy ra chuyện thật thì Lâm Thiên Đức có thể đẩy hết trách nhiệm lên người Trương Nguyệt Đông. Dù sao cụ ta không được lợi gì, cũng không làm sằng làm bậy, hoàn toàn trong sạch. Hai người bàn bạc với nhau một lúc nữa. Trương Nguyệt Đông mới cúp máy. Để điện thoại xuống, Lâm Thiên Đức đắc ý nói, ông Lư, cậu Trương đã đồng ý, sáng mai có thể đến Giang Trung, đến lúc đó chúng ta bắt đầu ra tay từ công ty ở Giang Trung. Nghe thế, ông Lư ngửa mặt lên trời bật cười. Tiêu Chính Văn không thể ngờ được rằng có một ngày mình sẽ trở thành một kẻ hèn hạ ai ai cũng kêu gọi đánh đập nhỉ. Bên bọn họ đang lên kế hoạch chuẩn bị thì bên Tiêu Chính Văn cũng đang chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu. Mặc dù chưa chắc cảnh giới của Charlie cao hơn Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn phải thật thận trọng khi đối mặt với đối thủ mạnh như vậy. Đúng lúc này, đệ tử Thiên Kiếm Tông ở bên ngoài vội vàng chạy vào biệt thự nhà họ Tiêu nói, anh Tiêu, bên ngoài có một ông lão nói là đến từ Long Kinh, muốn anh đích thân ra đón, nói nếu anh đến muộn,
thì thế nào? Tiêu Chính Văn nhíu mày. Hôm nay sao vậy nhỉ, từ sáng đến tối cứ gặp phải mấy tên vớ vẩn thế này. Hở tí là bảo anh tự mình ra đón, thì chỉ tội anh, chỉ tội. Tiêu Chính Văn không khỏi cười nhạo rồi nói với đệ tử Thiên Kiếm Tông đó, bảo ông ta đợi đi. Nghe thế, đệ tử Thiên Kiếm Tông đáp một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Lúc này ông Trần đang giơ cao mệnh lệnh, vênh váo chắp hai tay sau lưng đứng trước cổng biệt thự nhà họ Tiêu với mấy người đàn ông trung niên. Nghe nói Tiêu Chính Văn bảo ông ta đợi ở ngoài, ông Trần bĩu môi nói với hai người đàn ông trung niên ở đằng sau, gì cơ? Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Tôi còn cầm lệnh của thiên tử đấy, không bảo cậu ta quỳ xuống nghe đã là tốt tính lắm rồi. Hai người đàn ông phía sau vội gật đầu nói, ông Trần, ông nói chí phải, bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ còn cái danh vua Bắc Lương thôi, binh quyền Bắc Lương đều nằm trong tay Liễu Thanh. Ông có thể bảo cậu ta ra đón đã là rát vàng lên mặt cậu ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.